Cái thế giới của mình đang sống, càng ngày người ta càng dùng nhiều cái biểu tượng để tượng trưng. Thậm chí ở nước mình cũng có sự lạm dụng nữa. Tên của mấy công ty cũng hay dùng viết tắt mà viết theo kiểu tiếng nước ngoài. Rốt cuộc tiện lợi cũng có, mà có nhiều điều cũng bất tiện. Bởi vì nhiều người dân không biết đọc để hiểu ý nghĩa. Thành ra trên kịch, đoàn kịch nói, họ hay mỉa mai. Họ nói công ty Hô Vi Lô, đó là hột vịt lộn, vân vân, cái kiểu như vậy. Vậy thì xin nói đúng là nhìn thấy chung quanh, càng ngày người ta càng dùng nhiều cái biểu tượng. Trong cuộc đời, ở thiên nhiên quanh ta, mỗi cái hoa người ta cũng gán cho nó một biểu tượng. Như cái hoa sen là biểu tượng của sự trong trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Phật giáo chọn làm biểu tượng. Cái hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu đang dâng hiến. Và có quý thầy nào để ý thấy trong cái đám cưới theo Tây Phương, chàng rể sẽ mặc áo vest và có đính một cái hoa ngay trên tim mình. Xin cho biết đó là hoa gì? Có thầy nào đã thấy kỹ hoa gì được đính lên trên ngay trái tim, chỗ cái túi áo vest? Hoa gì ạ? Một thầy nói rất đúng là hoa nhựa. Bản chất là đúng nhất, bởi vì hoa đó bằng nhựa. Để cái hoa thật lên đó thì cái nhựa nó, cái mũ của nó dính vào cái áo vest mà mình thuê đó, thì mình lại phải đền tiền. Cho nên người ta để hoa vải, hoa nhựa. Nhưng nếu hỏi tiếp, cái hoa nhựa đó là cái hoa gì? Nó bằng nhựa mà là cái hoa gì? Thì một thầy nói hoa hồng. Đại đa số người Việt Nam đều để hoa hồng. Dạ thưa, không đúng. Tôi đọc sách rồi tôi thấy cần phải xác minh. Cho nên cái khoảng thời gian được cơ may đi ra nước ngoài, hễ nghe có đám cưới là mình chui vào xem, mặc giày chút vào để chen chen vào, không quen biết gì cũng chúc cho đôi tân hôn đó được hạnh phúc một câu thôi. Rồi mình nhìn xem cái chàng rể ở bên nước ngoài nó để cái hoa gì, thì hóa ra trong sách vở, quý thầy quý cha học nghiên cứu tiếng Anh thì trong cái streamline nó để chàng rể có kết một cái hoa, đó là hoa cẩm chướng đỏ. Cái hoa cẩm chướng phải được kết bởi vì nó tượng trưng cho nô lệ của tình yêu. Bên mình có lẽ mình nhìn xa xa đó, rồi mình thấy nó cũng tròn tròn cỡ này, cũng đỏ đỏ, rồi mình để hoa hồng. Những người nước ngoài họ về đây, họ thấy đám cưới mà chàng rể còn để hoa hồng, họ ngạc nhiên lắm. Họ nói hắn đã trở thành nô lệ của tình yêu rồi, sao còn đem tình yêu dâng hiến khắp nơi. Ghê lắm. Cho nên bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy có một sự đổi mới. Cái biểu tượng từ cái hoa hồng đổi ra hoa cẩm chướng trên các xe đi rước dâu đã bắt đầu rồi. Họ kết hoa cẩm chướng mặc dầu là hoa giả. Thành ra cảm ơn một thầy đã nói đúng, đúng. Hoa giả là chắc ăn cái đã trúng liền. Làm cho tôi nhớ ngay đến cái chuyện đó. Tôi tính quên rồi nhưng mà thầy nhắc tôi nhớ. Có một người hơi mặc cảm tự ti,
là vì anh ta hơi cà lâm á mà, stutter cà lâm, cho nên nói cái gì thì hơi dè dặt một chút, hít hơi thật sâu rồi mới nói. Và đi mừng lễ đầy năm, hay là gọi là lễ thôi nôi của con trai một người bạn. Dạ thưa quý thầy, đứa bé nó sinh được 30 ngày thì gọi là mừng lễ gì ạ? Đầy tháng. Được 12 tháng thì gọi là lễ thôi nôi hay đầy năm? Được 24 tháng thì gọi là lễ gì? Các thầy nói không biết. Tôi đặt ra lễ thôi bô. 2 tuổi rồi, bước sang tuổi thứ 3 rồi, phải là mừng cái lễ gọi là lễ thôi bô. Anh em trong nhà hãy mà tự nhiên xúm nhau lại mừng đại cái gì đó thì thường thường gán cho hoặc là lễ thôi bô, hoặc là lễ mừng Dương Khánh. Cái chữ Dương Khánh sẽ trở lại cho thấy nó vui vui. Lễ thôi bô, thầy nào chưa mừng lễ thôi bô thì phải xin bề trên cho phép mừng ngay, chứ không thôi mình đáng lẽ tuổi này rồi còn dùng bô à. Tôi nói đùa cho vui, đỡ căng thẳng buồn ngủ. Anh chàng đó có một món quà bé bé, muốn đến bế em bé lên khen một câu rồi tặng món quà. Nhưng mà trở ngại thứ nhất là món quà của mình nó nhỏ quá so với người ta. Thứ hai nữa là ngôn ngữ của mình nó không theo ý muốn. Mà những người không cái ngôn ngữ không theo ý muốn thì chắc chắn các chính phủ đều không chọn mấy người đó để làm chánh án. Bởi vì nguy lắm. Một ông chánh án mà tuyên bố thế này: xét vì tội trạng của ngươi chưa đến nỗi trầm trọng, cho nên tập trung ngươi 3 năm là chết rồi. 6 lần 3 như vậy là nó ở 18 năm rồi. Ngồi dưới nó tính 3 năm là 18 năm thôi chết con rồi. Cho nên phải chính xác. Vậy thì anh nó đến, anh định nói cái tráng thằng bé thông minh giống bố nó, anh định nói thôi mà anh mặc cảm. Thì người khác bế lên cái nói cái tráng nhỏ nó giống cha nó quá, thôi tặng cho nó món quà. Rồi người ta nói rồi, anh lại định tới cái mũi của nó giống mẹ nó. Cái người khác nói nữa, anh nó chậm quá. Rốt cuộc người ta về hết, còn mình anh nó đứng. Chủ nhà mới đến nó, anh khen nó một câu đi. Anh bế nhỏ lên anh nói: quá thật, thằng nhỏ giống đực. 3-4 chữ giống rồi cuối cùng là giống đực. Là hóa ra anh ta nói trúng nhất, đúng bản chất nhất. Thằng nhỏ thì không thể nào giống cái được. Dạ thưa, hôm nay mình nói về biểu tượng. Xin quý cha quý thầy cho phép tôi được đố một câu cho vui thôi. Tại sao trái tim từ thời xưa rồi đã được chọn làm biểu tượng của trung tâm tình yêu? Tại sao thôi? Bây giờ chưa lý giải thì ai cũng thấy người ta chấp nhận từ lâu rồi thì giờ hỏi làm gì? Đúng, chấp nhận từ lâu lắm rồi. Mà tại sao? Vậy thì phải hỏi một câu kế tiếp: có phải con người yêu ở trái tim không? Có phải không? Nếu yêu ở trái tim thì ngày nay có nhiều vấn nạn được đặt lại. Là từ 1968, cái thuở mà nước mình có biến cố Mậu Thân, thì ở Pháp người đàn ông 42 tuổi đầu tiên được thay tim. Người ta căng thẳng là và lần đó chưa có ngân hàng tim, cho nên ông ta chấp nhận cho các bác sĩ ghép vào lồng ngực của mình một quả tim của con gorilla, con khỉ giả nhân. Mà anh ta dĩ nhiên là ông không sống được lâu, hai cái gen khác nhau. Mà ít nhất trong một giai đoạn khoảng 10 ngày, ông ta hồi tỉnh sau khi giải phẫu. Lần đầu tiên tiếp xúc với người vợ là báo chí nó rất là căng thẳng, nó bảo phải chụp hết
thâu hết tất cả những phản ứng, vì đây là người đầu tiên có tiêm khỉ. Nên là ông ta tỉnh lại, người ta căn dặn bà vợ nói, bà đi vào chậm chậm để chúng tôi dò xét cái phản ứng của ông, bởi vì ông có tiêm khỉ. Bà vợ vào, ông nói, em, anh đây nè, bây giờ trong ngực anh có tiêm khỉ. Mấy đứa con đâu? Mạnh giỏi không? Thế là ông vẫn yêu mà. Đáng lẽ ông bây giờ chỉ yêu giả nhân thôi. Nếu yêu ở tim thì là tim giả nhân, yêu giả nhân. Và ông phải nhảy lên ông cắn bà này một cái. Xin lý luận một cách nó trẻ con chút. Nhưng mà ngày nay người ta xác nhận rằng trái tim là bộ máy quan trọng nhất của hệ thống tuần hoàn huyết, chứ không phải là cái trung tâm để yêu. Thế mà tại sao lại chọn? Chính Chúa Giê-xu cũng chọn trái tim cha hằng thao thức. Thao thức nó nằm ở não mà. Ước mơ nó nằm ở não bộ. Những toan tính đều nằm ở trung khu thần kinh, đâu phải ở tim. Sao chính Chúa Giê-xu cũng dùng ngôn ngữ con người để chọn luôn? Và chính Đức Mẹ cũng nói trái tim mẹ sẽ thắng. Sao? Đánh nhau thì đánh bằng tay bằng chân nha. Đáng lẽ Đức Mẹ nói tay mẹ sẽ thắng là xong. Đức Mẹ cũng dùng trái tim mẹ sẽ thắng. Tôi nói chắc chắn không phải yêu ở tim rồi. Bây giờ người ta thay tim rất nhiều, mà trái tim lại là một cái anten, một cái hệ thống phát hiện ra tín hiệu tình yêu nhanh nhất. Và khi đã phát hiện ra tín hiệu đó thì nó được kích thích đập mạnh hơn, nó hồi hộp. Và có hai phản ứng xảy ra. Một số người có những cái mao quản, những mạch máu nhỏ ở ngoài da, nó nở ra thì máu dồn ra da, cho nên mặt đỏ lên. Khi gặp cái người mình thương thì có những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ, đa số là thiếu nữ, thì mặt đỏ lên. Cũng có những người mà cái mao quản nó co lại, nó thắt thì mặt xanh lên. Thì cũng có người gặp đối tượng yêu thương của mình thì mặt xanh lè đó, run rẩy, hồi hộp lắm. Nhưng mà rõ ràng trái tim chỉ là cái anten để khuếch đại, để báo hiệu thôi. Vậy thì chiều hôm nay mất vài phút để nói tại sao trái tim lại được chọn làm biểu tượng tình yêu. Chắc là từ xưa con người đã có lý do, có một cái lý do. Không phải vì sự nhạy cảm của nó đối với tình yêu, nó rung, nó đập mạnh đến nỗi mà bên Âu Châu nó gọi người yêu là trái tim ngọt, the sweetheart. Có nghĩa là nhắc tới cái tên cái người mình thương thì thấy nó ngọt như có đường chảy đó trong tim. Đó cũng là hiệu quả thôi. Còn bên mình thì thực tế hơn nhiều. Quý cha và quý thầy có thấy không? Bên mình không có nói trái tim ngọt đâu. Bên mình thực tế lắm. Mà vừa lại là tượng hình nữa. Yêu ai thì gọi người đó là cục cưng. Cưng mà tính thành từng cục, chắc ăn hơn. Nhiều khi mình nghĩ lại thì phải tìm cho được cái câu giải đáp đã. Thế thì trái tim có bao nhiêu ô? Trong trái tim con người được chia làm mấy ngăn? Ai cũng trả lời được dễ, 4, 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Tôi đố luôn mấy dì Phước nữa, nhất là mấy em đệ tử đó. Dạ dày của nữ có mấy ô? Mấy dì nói một ô thôi. Không chắc, nhiều ô lắm. Xin vẽ ra cho nó dễ hiểu. Dạ dày của nữ thì có thể, nếu là nó giống vậy thì có nhiều ô lắm. Mấy cái ô to to này nè, là ô xoài, ô mai, cóc, ổi. Còn cái ô bé bé này là ô cơm.
ô cơm nó mau đầy lắm. Nhất là ở gần nhà dòng, gần nhà dòng có hai vợ chồng là thầy giáo, có hai đứa con, một đứa con gái 11 tuổi, nó ăn hàng chua chổm. Tới giờ trưa mẹ nó nói: Trang, dạ, vào ăn cơm đi rồi đi học. Nó nói: thưa mẹ, con no rồi, cái ô cơm là đầy rồi. Trong khi mình thì cái ô cơm nó cứ trống mãi. Phải không quý thầy? Ở nhà tôi thấy mấy người mà lên đây đá bóng như mấy thầy đó, làm một đĩa có ngọn như núi Châu Thới á, khiếp à. Mà có khi có thêm một núi con nữa, đĩa thứ hai, mà vẫn nói ăn xong đúng luật dòng à. Cái luật dòng La San Thánh Tổ phụ dạy là ăn xong không biết mình ăn chưa. Mà ăn một đĩa rưỡi thế đó mà đứng dậy nói không biết mình ăn chưa, đúng là kinh hoàng học viện. Vậy bà mẹ nói con vào ăn cơm đi, thì cái con bé Trang nó nói con no rồi. Bà nó ừ tao quên. Cái bà đó cũng có sư phạm lắm. Bà nói tao quên, hồi sáng bố mày có mua về cho tao một cái cà mèn đầy bánh cuốn Tây Hồ, bây giờ còn bỏ quên đâu. Thôi vào ăn đi. Đâu 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 mẹ, đâu mẹ, đâu mẹ, đâu mẹ. Nó chạy ngang bà để nó vào cái tủ đồ ăn ấy, nó lấy thì bà thụt ngay đầu nó. Mình ngồi trên lầu coi bà làm sao. Tiên sư cha mày, cái ô cơm thì đầy rồi mà cái ô bánh cuốn thì trống không. Cũng là một điều vui vui. Nhưng mà trái tim của người giáo dân Việt Nam có thể cũng có nhiều ô. Thật ra trái tim có 4 ô thôi, mà trái tim người giáo dân Việt Nam lại có nhiều ô. Mấy cái ô mà to to là ô sang trọng đạo đức, làm việc phúc đức, đi dân lễ, đi làm đọc kinh Legio Mariae. Rồi cái ô bé bé này là ô đòi nợ. Ô đó, ô đòi nợ. Thành ra đời sống đạo, được một tác giả, một cha nói, đời sống đạo của người Công giáo Việt Nam vẫn còn chia ô. Bước vào giáo đường thì đẹp, thánh thiện, siêu thoát, gọi là bước vào cái ô đạo đức. Rồi ra tới ngoài xóm, thấy một người mắc nợ mình thì cũng giống như trong phúc âm vậy thôi. Tất cả những ngôn từ đạo đức đã biến mất. Con kia, mày không giả bà là bà xé xác mày ra. Nghe nó dễ sợ. Đúng là bước từ ô này sang ô khác. Và cũng có một trò chơi nữa. Trò chơi là xin mỗi thầy lấy một tờ giấy chia làm 3 ô đi. Một ô để thương, đừng để yêu người ta hiểu lầm, thương. Một ô giữa để thờ ơ, indifferent. Một ô để khó thương, mình đừng để ghét nó kỳ, khó thương. Rồi nếu mình thành thật, mình kê tên anh em vô đi, mình sẽ giật mình là cái ô thờ ơ, cái danh sách nó dài lắm. Cái ô mà khó thương cũng khá khá, cái ô thương nó ít ít. Rồi Tiến Lộc nói trong bài hát cho trẻ con: có một người ở ô không may, ấy là người tôi chưa thương mến, tôi sẽ dìu sang ô bên này để từ đây mến thương tràn đầy. Cũng dễ thương cho trẻ con thôi. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ là cứ mỗi lần có dịp tĩnh tâm, mình lấy tờ giấy đó lén lén ra, mình gạch một tên bên cái ô khó thương đó, mình đem qua cái ô thờ ơ đi. Lâu nay mình gặp cái anh đó là đèn nhà mình muốn tắt đi, đi đối đầu trong hàng lang thì mình thấy là mình cục hứng. Thì bây giờ mình thành thờ ơ, coi anh ấy như củ khoai á. Và mình đem một người thờ ơ sang được một người nằm trong cái danh sách ở cái ô yêu thương. Đó cũng là một trò chơi dựa trên cái ô. Nhưng thật sự thì trái tim con người có 4 ô. Mà
xin phép được qua mặt các thầy làm nghề y, cho phép tôi vẽ lại. Bốn ô tôi vẽ đơn sơ vậy, thì máu trở về đây, máu từ ở dưới cơ quan trở về, thì được bơm lên trên này để đi qua phổi. Đây là phổi. Rồi máu có oxy trở xuống tim, từ phổi trở xuống. Rồi sau đó được đi bơm ra để nuôi toàn thân. Dưới này là những cơ quan tượng trưng. Cái chu kỳ đó được khép kín, chu kỳ tuần hoàn. Máu đen trở về, rồi máu đen được bơm lên phổi để thảy carbonic, nhận oxy, mình tạm gọi là máu đỏ, trở xuống tim, bơm ra để đi nuôi toàn thân. Mình thấy nó hay quá. Nó hay ở chỗ là ở trong trái tim, yếu tố đầu tiên, trái tim nó làm đúng nghĩa vụ của tình yêu, là yêu thì chấp nhận, không loại trừ. Không lẽ cái van ở ngay đầu nó nói cái máu đen lộn xộn quá, có vi trùng sida trong nữa, thôi miễn cho vô tim đi. Không, cho dù có muôn vàng trở ngại, nó vẫn chấp nhận trở về tim, cho bao nhiêu luồng máu không ngừng được nhồi, được hút trở về tim, không loại trừ bất kỳ cái gì. Mà trong tình yêu thì đúng vậy, hay đã yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, chấp nhận hết, dễ dàng lắm. Khi đã yêu thì cái gì thấy cũng có thể khen được hết đó. Cái đám cưới vừa rồi ở Tân Bình mà tôi được đi dự, hai anh chị giáo lý viên quen nhau đã 4 năm rồi, bây giờ mới làm đám cưới. Cái thuở mà mới quen đó thì cái cô tên Thúy đó, cô ấy còn trắng trẻo đẹp lắm. Rồi cô đi công tác xã hội với cái anh đó, cô đi miết rồi cô ấy đen ra. Rồi hồi đó thì cô ấy ốm ốm gầy gầy, mình dây xem thấy nó thon thả. Bây giờ thì cô ấy đi nhiều thì vận động nhiều, mà vận động nhiều thì bồi dưỡng nhiều thì vòng số 2 nó ra. Cái ngày đám cưới thì khá mập rồi, cha Tiên Lộc làm chủ lễ mới bảo bây giờ đến cái bài giảng sau phúc âm thì không giảng, hôm nay có cuộc phỏng vấn, ai có cái gì lên hỏi cô dâu chú rể xin cứ lên. Tôi là mừng lắm, tôi lên hỏi ngay, tại sao chàng rể lại yêu cô dâu? Mà tình yêu tôi thấy đã bắt đầu chính thức là được 4 năm rồi, trước đó là đã có để ý thấy nhau rồi. Tại sao thuở đó anh yêu? Anh nói hồi đó em thấy nước da trắng trắng quý tộc. Tôi nói bây giờ nhìn lại đi, nước da đen thùi đâu còn quý tộc. Dạ bây giờ em thấy nước da bánh mật, cái bánh mật trong miền Nam đó, đen đen đó. Tức là trắng anh ta cũng yêu, mà bây giờ đen anh ta cũng yêu được, không sao. Hồi đó em thấy Thúy người thon thả quý phái, bây giờ mập thù lù thì sao? Dạ, dạ thì em thấy nàng tươi mát, sao cũng được, miễn là yêu. Yêu rồi thì thấy cái gì cũng đẹp. Cho nên cái trái tim nó đón nhận hết tất cả mọi luồng máu, nó đâu có loại trừ. Một người phụ trách một cộng đoàn của một dòng tu, đón nhận hết mọi anh em được đấng bề trên gửi đến cho mình, đâu có loại trừ. Tôi biết có cộng đoàn trong dòng của tôi, thầy bề trên tức cười lắm, đi đến sư huynh giám tỉnh và nói bây giờ lựa đi, thế mà gửi cái ông nó đến nhà con á thì con đi, không ở chung được. Đi về trên giám tỉnh khó khăn phải lựa, hai người không có ở chung một cộng đoàn. Sao mà gay gắt với nhau như kẻ thù ngoài đời vậy? Sao mà không mở tâm hồn ra đón nhận được anh em mình, đón nhận cả người tốt lẫn người xấu, cả những người hợp gu với mình lẫn những người không hiểu mình, mình có chấp nhận được không? Yếu tố trái tim nó đón nhận hết. Nhưng mà cái bài học thứ hai của trái tim hay hơn là hãy nó nhận được bao nhiêu thì nó cho ra hết bấy nhiêu.
nó không giữ cho riêng mình. Nhận được thì bơm ra liền, để có một cái trớn bơm mạnh hơn, một cái luồng sinh khí mới. Cho nên trong tình yêu cũng vậy, hễ đã nhận thì đương nhiên phải cho. Ông bà nói yêu nhau có hai giai đoạn thôi, chứ không phải là bốn giai đoạn như hôm trước. Là giai đoạn thứ nhất, vì mình chắc chắn đúng. Mình yêu cái cô đó là vì cô hợp nhãn với mình. Cái cô đó ưng cái anh đó là vì cái anh đó có giọng nói trầm trầm ấm ấm thế nào đó, cuộc đời đáng tin cậy thế nào đó. Tức là vì mình. Nhưng mà giai đoạn thứ hai, ở giai đoạn vì mình là mình nhận. Mình nhận những cảm xúc, những sung sướng, những cái gọi là tiện nghi và gọi là thuận lợi đến với mình. Thì ở giai đoạn hai, người ta yêu cầu phải tách cái chữ vì mình ra, rồi cái chữ người yêu cũng tách ra, nhét xen vào. Vì mình, bây giờ có chữ người yêu thì đọc lại giai đoạn hai là vì người mình yêu. Đúng vậy thôi. Cho nên ông bà nói sống ở giai đoạn đầu là vì tình, nhưng ở giai đoạn hai, trong lớp giáo lý hôn nhân khuyên các anh chị phải bước sang giai đoạn sống vì nghĩa. Thành ra trái tim nó làm gương nó rồi. Đó là bài học nhỏ nhỏ thứ hai. Bài học thứ ba, xin quý cha quý thầy nhìn lên trên sự biến đổi ở chỗ phổi. Máu ngộp đầy tháng khí, thiếu oxy, lên đến phổi được đổi mới. Vậy thì trong tình yêu phải luôn luôn có sự đổi mới, mà trái tim đã làm gương. Tình yêu không thể dậm chân ở một chỗ. Ở ngoài đời, mấy anh chị thanh niên thiếu nữ còn dám tuyên bố sanh dờn như thế này: yêu hôm nay hơn hôm qua và thua ngày mai. Ghê vậy đó. Yêu hôm nay thì phải hơn hôm qua và thua ngày mai. Ngày mai phải yêu nồng nàn hơn. Nhưng mà thấy họ ly dị nhau cũng dễ quá. Báo Phụ Nữ đăng báo động ở Việt Nam phong trào ly dị đang nở rộ. Mà ly dị đời đó, dĩ nhiên là trong đạo thì không cho phép. Tôi thấy trong tình yêu có sự đổi mới, vì nếu không đổi mới thì nhàm chán. Đúng, phải đổi mới. Trong đời sống tình yêu của một người dân hiến với Thiên Chúa có đổi mới không? Dạ thưa, cũng cần có sự đổi mới. Vì mình có hai yếu tố. Yếu tố hồn siêu thoát không nói, nhưng yếu tố thân phận xác thịt đọa đầy thì cũng cần những cái thay đổi, những cái canh tân để tình yêu được nồng thắm hơn. Tôi tưởng tượng một gia đình mà đến cái ngày sinh nhật của người chồng thì người vợ cũng rất chi tiết. Cứ đến sinh nhật của chồng thì bà ấy biếu một sợi dây thắt lưng. Hồi mới cưới đó, bà ấy sốt sắng: ngày mai là sinh nhật của anh, em mua cho anh cái dây thắt lưng đẹp. Năm sau gần tới sinh nhật của mình, ông chồng để ý thấy bà cũng mua thắt lưng nữa, mà bà nói chữ khác: năm nay sinh nhật của anh, em biếu cho anh cái centure cũng được. Nội dung cũng vậy. Rồi năm nữa thì em biếu cho anh một cái leather belt, thắt lưng da cũng vậy. Nội dung cũng thế, năm nào cũng thắt lưng thắt lưng. Rồi đến một cái năm mà con cái đã nhiều rồi, bà ấy bắt đầu thờ ơ rồi, mệt mỏi rồi. Rồi gần đến sinh nhật của mình mà thấy người vợ chưa mua gì hết, ông chồng nhắc á, biết trước rồi, biết trước không có sự thay đổi thì nhắc liền: em gần đến cái ngày mà quần anh nó tuột rồi, chứ là phải mua thắt lưng thì chắc nó bớt vui đi. Năm nay cái thắt lưng thì năm sau cái măng xét cũng được, cái cà vạt, cái kẹp cà vạt cũng được. Thay đổi trong tình yêu, người đời họ còn nghĩ được những sáng kiến như vậy. Rồi có một người chồng nào đó cũng bắt chước chu đáo lo cho vợ, đến ngày kỷ niệm bổn mạng của vợ thì xà phòng thơm đủ loại hết. Bây giờ họ bán nhiều quá này.
trên TV quảng cáo khắp nơi, có những xà phòng mà Huế mình tắm vào là mình trở thành minh tinh liền, ghê vậy. Rồi người ta cho tôi mấy sơ, cho mấy cuộc tôi tắm miết mà có thấy minh tinh, nó u minh thì có. Nhưng mà ông năm nào cũng tới vợ cái cũng là xà phòng, xà phòng, xà phòng. Chắc nó không vui bằng năm nay xà phòng thì sang năm mà toàn ten. Nếu mình có tiền thì toàn ten bằng vàng y, nếu không có thì mình toàn ten bằng nhựa vậy. Bây giờ mấy đồ bằng nhựa làm nó mạ lên cũng đẹp, bằng nhựa mang nhẹ nhàng. Nói với vợ là em đeo vào nó nhẹ khỏi nặng lỗ tai. Anh biết trước cho nên kiếm đồ bằng nhựa. Năm nào năm sau nữa thì phải vòng mã não. Nếu mình không có tiền mua mã não thì mình tìm cái vòng mã mũ, nó bằng mũ cũng giống mã não đó. Chắc nó vui vui. Mà người đời có sự thay đổi vậy, mình có cứng nhắc không thay đổi đối với tình yêu Chúa không? Có khi mình nói đã vạch ra con đường đó, đi từ đầu đến cuối, khỏi cần canh tân nữa, không cần đổi mới những chi tiết. Tôi sợ sợ cho cái phần, rồi lần lần mình sẽ trở thành một cuộc đời đơn điệu, không có những sáng kiến để canh tân. Đơn điệu, ngày nào cũng xảy ra, đến cùng giờ đó, làm việc đó, rồi lần lần không còn ý thức mình làm gì. Nghe tiếng chuông, anh em đi, mình cũng đi. Anh em mở sách, mình cũng mở sách. Anh em hát lên, mình cũng hát lên. Anh em quỳ, mình cũng quỳ. Anh em ngồi, mình cũng ngồi. Anh em làm đơn xin khấn tạm, mình cũng làm đơn xin khấn tạm. Anh em làm đơn xin khấn trọn, mình cũng xin khấn trọn. Anh em làm đơn xin gia nhập hội dòng La Tu Ra Cha thì mình cũng làm đơn xin theo. Rồi lúc cuộc mình như con cừu của ông Panius, đi đâu cũng có biết, không có biết tự canh tân và biến những cái đó thành riêng của mình. Nó sợ sợ cái đó. Trong một cái guồng máy thì có sức mạnh, nhưng mà không khéo thì những bánh xe chỉ quay theo điệu thúc đẩy của người khác. Trong tình yêu chắc nó đòi sự cá biệt. Và bài học thứ tư của trái tim, thưa quý cha và quý thầy, bốn cái đó, hai tâm nhĩ với hai tâm thất, nó có co thắt cùng một lúc không? Đúng rồi, nó không co thắt cùng một lúc. Những người, những thầy nào học về y thì biết quá rồi. Nó co thắt nhịp khác nhau. Cái này trước cái kia một pha nào đó. Tôi tưởng tượng sao mà Chúa không cho nó co thắt cùng một lúc, phù 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 một lúc cho nó dễ dàng, khỏi phải có nhịp gì nữa. Tôi nghĩ như vậy đó. Và tôi chưa ai giải đáp, thì tôi nghĩ chắc nếu vậy thì không có gì trang nghiêm hết đó. Bởi vì cái lượng máu bơm trong người mình, cái áp suất khá mạnh. Tôi thấy nó mạnh lắm đó, là vì ở cái võ đường của tôi, nó tập cái cây nun đó, cây hai khúc đó. Ai cũng phải tập, tập rất cẩn thận. Mỗi người đứng xa người kia, một cái sân rộng đứng xa để không có tai nạn. Là vì cái cây đó, cái quán lực của nó mạnh lắm, nó mạnh hơn cái cây, một cái cây côn cứng. Tập xong bình yên, đến lúc vào để thay đồ, đứng gần nhau, thì một em nó cầm cái cây lòng thòng này, nó máng lên vai nó thôi. Nó chỉ cầm vậy, nó gác lên vai nó, thì cái đầu của cái cây nó gõ ra cái thằng đang cúi xuống, gõ một cái, nó kêu ui. Tụi nó nói máu, nó đứt một cái động mạch nhỏ xíu ở trên ngay đây nè, mà cái tia máu nó bắn lên tới trên trần nè. Theo cái nhịp tim nó lên cao, nó la lên, nó nói máu. Tôi lỡ thì tôi thấy cái lỗ bé xíu à, tôi đưa tay tôi đè không được nhá, nó vẫn ra. Chứng tỏ cái áp lực mạnh lắm, nó mới bơm đi hết toàn thân được. Mà là một mạch, một động mạch nhỏ đó. Dễ sợ. Cho nên nếu tôi ngồi tôi nghĩ, nếu mà Chúa cho nó bóp cùng một lúc thì chắc con người mình không có trang nghiêm đâu. Bởi vì cái áp lực nó mạnh như thế đó, thì không có cái nghi lễ gì mà trang nghiêm đó. Đám cưới cũng không trang nghiêm nữa, trao nhẫn nữa.
là đo vào ngón này ngón kia. Cho nên đành phải chọn sự harmony, hòa điệu, cái trước cái sau lệch pha nhưng vẫn hòa điệu. Đó mới là điều hay. Cả hai vợ chồng mà giống hệt nhau, tính tình giống nhau, có chắc gì hạnh phúc không? Khi mà ở Nhật Bản sau 25 năm người ta nghiên cứu, 25 năm rồi, người ta nói computer kết hôn, cái từ tiếng Nhật là kết hôn bằng máy computer. Họ cho ngày sinh tháng đẻ của thanh niên rồi thiếu nữ vào trong máy, rồi máy nó xếp, nó ăn lá số rồi nó xếp, nó nói cặp này hợp, cái là làm đám cưới, đăng báo cái làm đám cưới. Nhanh thật, khỏi cần phải đi hỏi ý kiến ai hết á, nhưng mà cũng nhanh bỏ ghê lắm. Người ta nói, trên báo Nhật Bản nó nói, hết 90% những cặp mà computer kết hôn đã chia tay rồi. Còn những cái mà mình nói tính tình không hợp, xung khắc, rồi sở thích khác nhau, không khéo nó lại bền. Bởi vì tôi tưởng tượng một người chồng nóng thì phải cần một cô vợ thật trầm tĩnh, hiền. Chứ đâu thế nào mà một ông chồng nóng, ông ra ông nói với hàng xóm, tao chém mày đó, thì bà vợ nói, giao nè, anh không chém là ngu, thì chết rồi. Thì hai vợ chồng đó sẽ đoàn tụ ở Chí Hòa vậy, phải không? Rồi một người chồng với một người vợ ở một căn nhà riêng, an cư lạc nghiệp, mà người vợ nói anh xuống sàn nước lấy giùm cái nùi dẻ đi, em không dám đi đâu, em sợ ma lắm. Anh chồng cũng nói, anh cũng sợ ma nữa. Các thầy không biết có ai sợ ma không? Ở nhà tôi có hai người sợ ma cực kỳ, xem tivi chung với tôi đó. Mà xem xong rồi nói, bề trên dẫn em về, em đi gần bờ sông em sợ quá. Cái bờ sông mà cách đây 8 năm nó sụp căn nhà xuống, rồi có năm thầy già đang ngủ bên trong đó. Bây giờ người ta sợ ma, sợ cái bờ sông nó có mấy thầy về kêu. Mà có ai trông thấy gì đâu. Mà không lẽ đó, một người thanh niên lực lưỡng vạm vỡ như vậy sợ ma, rồi ở với một cô vợ sợ ma. Tôi không hiểu được cái gia đình đó làm sao. Chắc tối mỗi người một cái mền trùm kín. Tôi hay nói đùa với mấy chị đệ tử của một dòng Đa Minh mà nổi tiếng là sợ ma, chuyên viên hình như sợ ma. Tôi nói nè, nếu mà tôi chết tôi xin Chúa cho tôi làm ma mà đi các dòng nữ thôi. Mấy chị hỏi chi vậy? Để nhát hả? Tôi nói không có nhát đâu. Mấy cô nào mà nằm gọn hết trong cái mền, tôi túm đi cái tôi khiêng đi dễ dàng, vì nó gọn sẵn rồi. Thế bà nói, ừ thế thì đêm nay tụi em phải cho chân ra ngoài. Sợ ma mà lại còn cho chân ra ngoài. Bởi vì nó gọn trong đó, mình hô túm hay là mình vác đi thôi, nó dễ dàng hết chạy rồi. Nghĩ cũng vui vui. Hồi trưa chia sẻ với mấy thầy nói, tại sao lại cứ hay đi chọc mấy sơ? Bởi vì mấy sơ không giận. Người đời người ta nhớ tỉ mỉ lắm, thù dai lắm. Xin chia sẻ một cái chuyện tức cười lắm. Ở gần nhà đó, dòng Chúa Cứu Thế ở bên phía tay trái, nhà dòng của tôi ở phía tay phải, thẳng đường ra tới bờ sông là mấy chị nữ tu, nữ tu La Sang. Mà ở giữa cái ngã ba đó, cái ngã tư chứ, có cái quán, quán người nghèo, quán bia ôm đó, người nghèo. Là vì ban đêm mấy cái cô bán đồ cổ thiếu vải, cổ mặt nó hở rúng, hở vai ra, cạo gió dễ dàng lắm. Đức Trang Nghi vào thăm. Năm ngoái là Đức Trang Nghi vào, bây giờ cái quán đó anh em công an họ dẹp rồi. Đức Trang Nghi thấy cái quán là đã giật mình rồi. Rồi vào đến thì anh em ba dòng súng lại chào Đức Cha. Đức Cha nói, nhà dòng nào đầu tư cái quán nó ngon lành quá không? Ngài hỏi bằng cái giọng mày đó, cái tiếng rất là bình tĩnh. Tôi là người, hãy Đức Cha đùa là tôi đùa liền. Tôi xin phép Đức Cha cho con nói, đất thì của La Sang, tiền để đầu tư xây là dòng Chúa Cứu Thế, rồi mấy chị thì có sắc đẹp đứng bán. Mấy chị lườm tôi mày nè.
Vậy mà tôi đi sang nhà dòng Mấy Sơ đi, đối diện trước cửa Mấy Sơ lại có cái quán nữa, quán cà phê bờ sông, thoáng mát hữu tình, nhạc sống và rẻ tiền. Quảng cáo vậy, bảng to vậy, cà phê bờ sông, thoáng mát hữu tình. Rồi tôi đọc xong tôi nói với chị Châu là chị bề trên đó, Sơ Châu ơi, thôi đừng có đi cửa trước nữa, cái cửa trước nó mở ra ngay cái quán cà phê, nó ghê gớm quá. Mấy Sơ nói, Sơ Châu tự ái nói, cửa nhà mình thì mình đi chứ nó mở quán kệ nó. Tôi nói không phải vấn đề kệ, mà tôi nghe trẻ con nó đi ngang nó đọc cà phê bờ sông mà nó đọc là bồng sơ bờ. Bà ấy làm dấu thánh giá ngay lại Chúa, ông ấy nói bậy nói bạ. Vậy mà từ đó bà đóng cửa trước đi cửa sau không à. Cửa trước là để có ô tô vào tiếp khách thôi, chứ còn Mấy Sơ là đi cửa sau cả. Hay đấy, mình nói cũng có hiệu lực ghê. Nó cũng vui đó, nói chuyện vui cho. Vậy trong cái đời sống dân hiến, trong đời sống nội tâm cũng cần một sự thay đổi chứ, canh tân trong tình yêu. Xét lại cho cùng, với những cái đặc điểm đó, theo tôi đó, tôi chắc chắn là quý cha và quý thầy có thể có những suy nghĩ khác nữa về trái tim. Tôi xin mạo muội nêu ra những bằng chứng đó để nói có lẽ văn chương nghệ thuật mấy nghìn năm rồi đã đồng ý trái tim nó hội đủ những yếu tố xứng đáng gọi là trung tâm của tình yêu. Kính thưa, thế thì chiều nay nói về tình yêu, trong tình yêu ai là người phiêu lưu mạo hiểm? Thế xin nói một chuyện trong Cựu Ước đi. Chắc chắn quý cha và quý thầy đã suy niệm những chuyện nhiều lắm. Tôi xin kể lại theo cái văn của cha Thuấn hồi học ở Đà Lạt, được học chung với anh em nhiều dòng, và cha Thuấn dòng Chúa Cứu Thế cha dạy. Cha dạy thì cái văn của cha sống động lắm, không thế nào mà buồn ngủ được. Cha cứ gật gà gật gù và cha nói nhiều cái mình bất ngờ lắm. Cha dạy cái bài học của tiên tri Ô-dê đó, mình lật sách ra thì thấy nội dung thì giống, mà cha trình bày theo kiểu của cha là mình nhớ mãi. Cha nói cái ông Ô-dê phúc đức 8 đời, ông cưới được vợ xinh, vợ xinh lắm. Anh chàng thanh niên nào ở đời mà cưới được cô vợ đẹp đẹp thì cũng hãnh diện lắm. Nhưng mà người Việt Nam cẩn thận lắm, nói vợ đẹp là vợ người ta, vợ đẹp dễ mất. Ô-dê cũng vâng lời Chúa đó, cưới cô đó. Cưới về rồi bà đi hành nghề cũ, nghề làm gái giang hồ, bỏ nhà đi, không phải ngoại tình mà đi làm cái nghề như vậy đó. Ông ấy chơi với bị sốc, nhưng mà ông ấy thương vợ, ông yêu, ông chấp nhận. Ông mời bà ấy về, gặp thì dùng lời, không gặp thì viết thư, hứa em về đi, ta xây dựng lại cuộc tình từ đầu. Anh có chấp nhận để cho em phải cực khổ ngoài đời, sóng gió của xã hội nó vùi dập, em về đi, nhà mình đâu có túng thiếu gì. Và anh có bao giờ nhắc lại chuyện cũ đâu. Dĩ nhiên là những lần đầu cha Thuấn dùng cái ngôn ngữ của người bình dân, một cô gái giang hồ mà, sức mấy về, về làm gì. Rồi với năm tháng, bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nó vật vã vã hồi tâm quay trở lại. Xóm giềng bạn bè của Ô-dê cũng để ý xem ông có giữ lời hứa không. Đúng, ông dang rộng đôi tay đón bà về, và hai vợ chồng xây dựng lại cuộc tình từ đầu, chấp nhận tha thứ. Chấp nhận là bao, tha thứ là dung. Bao dung, hay quá. Gia đình hạnh phúc lắm. Rồi đứa con đầu tiên ra đời là đứa con trai. Cha Thuấn, cha giáo sư đố tụi tôi, ông ơi đứa con trai tên gì? Ai nhớ đọc trong đó. Cha nói đừng có nhớ mất công.
giả sử Ose là người Việt Nam, mà giả sử Ose là họ Nguyễn, thì mấy thầy nhớ cái tên này là dễ nhất. Ông ấy đặt đứa con trai đầu lòng tên là Nguyễn Văn Đồ Bỏ. Dễ nhớ nha. Ai cũng cười rồi nhớ Nguyễn Văn Đồ Bỏ. Hai vợ chồng hạnh phúc đi khai tên con vậy. Rồi bạn bè mới bàn tán với nhau, cái anh Ose này, anh quân tử tào, anh hứa là anh tha cho vợ, mà vợ anh về sống bề ngoài thấy hạnh phúc, mới sinh đứa con cái anh đặt tên là Đồ Bỏ. Anh đâu có giữ lời hứa, mình phải gặp ảnh mình nói. Họ súng lại gặp ảnh nói: Ose, ông nói ông tha cho vợ ông, thì tôi tha rồi, ông tha cho ông, vậy mà cái kết quả của cuộc tình ông nói là Đồ Bỏ. Bất chuyện gia đình tôi mấy anh đâu có biết gì đâu mà xen vô. Cảm ơn, hy vọng anh suy nghĩ lại, đừng có đặt tên con kỳ cục. Anh tiểu nhân lắm, anh trả thù vợ anh mới đặt tên vậy. Tôi cảm ơn mấy anh, được rồi, tôi ghi nhận. Rồi ai cũng ghi nhận. Nhớ chưa? Nhớ. Anh cả là Nguyễn Văn Đồ Bỏ, đứa em gái là Nguyễn Thị Bất Đi. Thế bạn bè không chấp nhận nổi, kéo đến gặp ông nói: ông này rõ ràng ông tiểu nhân, chúng tôi miệt thị anh, không chơi với anh nữa. Anh trả thù vợ một cách hèn hạ quá. Trả thù chỗ nào? Đấy, đứa con gái mới ra đời Nguyễn Thị Bất Đi. Cảm ơn mấy anh, cảm ơn, tôi ghi nhận, lần sau không xảy ra vậy nữa. Mà mấy anh không hiểu chuyện gia đình tôi đâu. Rồi về, một năm mấy, hai năm sau, đứa con trai thứ ba ra đời, ai cũng hồi hộp xem ông đặt tên gì. Một cái Đồ Bỏ rồi, một cái Vất Đi rồi, giờ tới cái gì nữa đây? Ông ấy đặt Nguyễn Văn Nhầm Nhò Gì. Lại Chúa, ông ấy đặt tên vậy đó. Bạn bè chặn đường ông, kéo đến một sân nhà để hạch tội. Thì ông mới trình bày, ông nói bây giờ thì cho phép tôi nói. Tôi tha cho vợ tôi như mấy anh thấy, mới có một lần trong đời nàng. Còn Thiên Chúa tha cho tôi biết bao nhiêu lần rồi, Ngài đâu có tính toán, Ngài đâu có nói Ose, lần này lần chót ta tha cho mi. Cho nên tôi nghĩ cái lần tha của tôi đối với vợ chỉ là Đồ Bỏ với những lần Chúa tha cho tôi. Tôi càng nhìn đứa con, tôi càng nhận ra được rằng có người yêu tôi hơn rằng tôi yêu vợ tôi và con tôi. Cho nên tôi đặt tên đứa con là Đồ Bỏ là vậy đó. Vì tôi nhìn nó, tôi nói lại: Chúa, sự tha thứ và bao dung của con chỉ là Đồ Bỏ. Thế họ mới hỏi: còn cái con nhỏ Nguyễn Thị Bất Đi, đúng không? Tình yêu tôi dành cho vợ và con tôi, trong đó có cái lợi của tôi. Tôi yêu họ vì họ và cũng vì tôi. Còn Thượng Đế yêu ta, Ngài đâu có lợi lộc gì. Ngài giống như một người điên phiêu lưu mạo hiểm đi tìm một cuộc tình mà dễ bị phản bội, vậy mà Ngài vẫn yêu. Cho nên cái tình yêu của mình chỉ là vất đi so với tình Ngài đối với nhân loại. Họ bàng hoàng rồi đó. Và thế thì còn Nguyễn Văn Nhầm Nhò Gì? Ông nói: trên trần gian này, mọi thứ tình cảm con người dành cho nhau không nhầm nhò gì đối với tình Chúa dành cho con người. Các ông có hiểu được không? Trong gia đình tôi sung sướng lắm. Tôi nhìn vợ, nhìn con tôi mới hiểu được qua cái tình yêu cụ thể đó. Tôi hiểu được Ngài yêu tôi còn nồng nàn hơn, bao dung hơn. Ngài yêu tôi bằng một tình yêu không phải vì Ngài, không có lợi gì cho Ngài hết. Mà thỉnh thoảng tôi vẫn phản bội mà. Đây là cái câu chuyện đơn sơ, nhưng rõ ràng trong câu chuyện đó thì Thiên Chúa hình như gánh lấy cái phần phiêu lưu mạo hiểm hơn mình, có phải không? Ngài không phản bội chính mình, còn mình có thể phản bội với cái tình của Ngài. Hai người mà như vậy thì có phiêu lưu rồi. Tôi thấy trong cái vụ tự sát của Lê Công Tuấn Anh có cái gì chua cay của tình yêu. Lê Công Tuấn Anh, tên thánh là Philippe Lê Công Tuấn Anh, học sinh trường La Sang. Ngày giải phóng học
ở một trường La Sang, cho nên hồ sơ học bạ còn giữ. Ngày 30 tháng 4 năm 75 là ngày giải phóng, bố mẹ anh bỏ nhau. Lần đầu tiên anh bị vứt ra cuộc đời mà tình yêu cao quý nhất là tình bố mẹ bị loại. Anh buồn lắm. Không đầy một năm rưỡi sau, đã nghe chúng bạn nhảy vào cần sa ma túy ở cái tuổi mới có 11, 12 tuổi. Thế là ma túy rồi. Bị bắt, đem lên Bình Triệu cai ma túy. Người ta giới thiệu một linh mục và đã nhận anh làm dưỡng tử. Anh mừng lắm. Cha đến thăm mỗi ngày đều đều để khuyến khích anh. Xin nói thẳng, đó là cha Mai Văn Hùng đó, dòng Đa Minh mà qua đời rồi. Anh mừng ghê lắm và anh hứa với cha, từ nay con có một chỗ tựa về tình cảm rồi, con sẽ thoát ra được cái nghiện ngập của con. Con sẽ ráng học hành và làm nên chuyện đúng như lời hứa. Anh ta đi gặp cha Hùng đều đặn, học hành và trở thành một diễn viên điện ảnh có tiếng. Cái phim đầu tiên thành công của anh ta là phim Vị Đắng Của Tình Yêu. Anh ta thích cái tên đó, là vì nhắc tới tình yêu. Anh ta thấy đắng khi mà cha mẹ anh không yêu nhau. Bây giờ anh tìm được một cái tình của một người trong tôn giáo, một cái tình nó vị tha hơn. Rồi trong khi làm phim, anh quen và yêu cô người mẫu Minh Anh. Cái cuộc tình đó hay dắt tới Tú Xương, chỗ tu viện Mai Khôi, để cho cha Hùng và các cha ở đó khuyên can. Hai anh chị cũng xứng đôi vừa lứa lắm, theo tôi. Người mẫu thì chắc cũng phải đẹp lắm, xinh xắn thế nào. Lê Công Tuấn Anh cũng đang tài ba. Rồi ngày mùng 1 tháng 9 thì phải, năm kia, cha Mai Văn Hùng đi dự cái cuộc họp liên tu sĩ. Cha phát biểu xong, cha ngồi xuống thì cha đứng tim cho qua đời. Sơ Quỳnh Giao phát biểu sau đó và lặp lại ý kiến của cha, mới hỏi có phải vậy không cha Hùng. Không thấy ông trả lời, mình lắc thì ông chết rồi. Nó dễ sợ phải đó. Cái hôm đó tôi cũng giật mình luôn đó. Rồi anh em đã khiêng cha về tu viện thôi. Cha bị tim trước đó mấy ngày rồi, mấy tuần rồi. Thì người ta thấy trong cái đám tang của cha Hùng, Lê Công Tuấn Anh như người điên. Anh ta tức, anh ta trách trời, trách Chúa, sao ác vậy. Con còn có một người cha dưỡng phụ à, một người cha thiêng liêng thôi, sao nỡ nào cất đi. Anh ta khóc. Sau đó ngay lập tức anh ta nhận đóng một phim điên mà không cần xem kịch bản. Đạo diễn ai cũng khen nó, cái thằng Tuấn Anh này nó hay. Kịch bản nó đọc qua một lần thôi rồi không cần coi lại, là cái vai nó đóng rất đúng, là vì nó sắp điên. Nó mất đi một cái chỗ tựa. Và không đầy 2 tháng thì cái cô Minh Anh say goodbye. Chào anh, đường anh đi, đường em đi, mình không hợp với nhau thì đừng có cam kết gì với nhau. Đúng là sự song phẳng, đâu có trách Minh Anh được, vì chưa có đám hỏi đám cưới gì hết. Nhưng mà cái cú sốc thứ ba đó Lê Công Tuấn Anh không qua được, cho nên đã dùng những viên thuốc kết liễu đời mình. Cái ngày mà cái xác của Lê Công Tuấn Anh để ở chùa Xá Lợi, đó là di chúc lúc mà tỉnh thuốc lại. Bác sĩ nói không tài nào mà tẩy được cái chất thuốc nó ngấm vào máu rồi. Anh chỉ còn tỉnh bao nhiêu đó, anh có trăn trối gì. Anh nói xin phép đem xác của ta về chỗ nào gần một nhà thờ nhất. Bởi vì ta tự sát thì chắc không được phép mang vào nhà thờ. Thế là bạn bè tìm được cái chùa Xá Lợi gần tu viện Mai Khôi đem vô. Và cha Long sang dâng một thánh lễ trong chùa Xá Lợi. Ca đoàn hát giữa muôn sư sãi, lúc rất đặc biệt đó. Nghĩa là tình yêu Chúa có thể tha thứ cho Lê Công Tuấn Anh. Bởi vì anh ta tỉnh lại khá lâu mà, tỉnh lại tới mấy chục phút lận. Anh ta trăn trối nhiều điều lắm. Thì trong giai đoạn đó anh ta hối hận xin Chúa tha. Lòng nhân từ Chúa đón nhận anh vào rồi, trong tình yêu của Ngài. Nhưng mà mình thì cứ theo luật, thì mình nói người tự sát là không được rồi, phải mất đi một số đặc ân như vậy. Cho nên anh ta phải quàng ở chùa. Chiều đó tôi cũng chạy vào, làm sớm lắm, mang máy chụp hình nữa.
cái máy chụp hình mà nó hư rồi đó, nó chỉ có cái đèn flash thôi. Rồi chạy vô thì có mấy người mặc thường phục, tôi nhìn là biết rồi là mấy anh em công an rồi. Đi đâu? Tôi nói ngay, phóng viên vào chụp hình. Mấy anh nhìn phóng viên thì thẻ phóng viên đâu, mình làm gì có. Cho nên mình lục mà nói để nhà rồi. Mấy anh nói để nhà thì về lấy. Thì tôi về luôn chứ rồi có về lấy. Nhưng mà mình đi để xem lần chót gương mặt của một người mà đối với tình yêu thì anh ta nếm vị đắng nhiều hơn vị ngọt. Một chuyện chia tay với bố mẹ trong tình yêu, một chuyện chia tay với người cha thiêng liêng của mình, một chuyện chia tay với người yêu của mình, anh ta cảm thấy mình là người điên. Anh ta có mặc cảm mình bị hất hủi, cha mẹ đã hất hủi vứt mình ra ngoài giữa dòng đời, rồi người cha thiêng liêng ra đi không có nói được một lời nào với mình, rồi người yêu của mình đang tha thiết xây dựng một tương lai lại cũng từ giã mình. Bên trong nó có những chi tiết nào đó thì mình không biết cái lý do nào Minh Anh lại không còn tiếp tục liên hệ với Tuấn Anh nữa. Nhưng mà rõ ràng là cái cuộc chia tay đó Minh Anh đâu có lỗi gì, chưa cam kết gì hết. Nhưng Lê Công Tuấn Anh tự nhận cho mình trong những cái dòng chữ nguệch ngoạc anh ta viết, anh ta nghĩ nè, anh ta nói với bạn bè, tao nghĩ rằng mình là cái thằng điên dại nhất đời. Anh ta bắt đầu điên. Người tự sát đã có nói lên một phần nào cái điên của mình. Tôi nghĩ là tôi thấy cũng tội nghiệp thôi. Dĩ nhiên là đám tang đó về phía báo chí có điều sai. Tôi cũng nói công khai ở nhiều xứ đạo vậy đó. Tôi nói nếu tôi mà có quyền hành một chút, những tờ báo nào mà khen cái đám tang đó thì tôi bắt đóng cửa đi. Là vì khen để rồi không phê bình. Không phê bình là một con người có mạng sống quý báu như vậy thì không có quyền tự sát. Tại sao báo cứ chụp hình và đăng lên, nói cái tự sát của Lê Công Tuấn Anh là hay là này kia, là vinh quang là này nọ, để rồi 2-3 tháng sau số tự tử của các em vị thành niên nó tăng trong các bệnh viện. Các ma sơ và y tá báo động, chúng nó bắt chước Lê Công Tuấn Anh. Một người làm báo là một người phải có lương tri chứ, phải biết phê bình. Con người ra đi kiểu đó là yếm thế, là bi quan, là đầu hàng cuộc đời. Sao không nói mà chỉ đăng hình bao nhiêu người đi đưa đám, thật đẹp, thật linh đình. Để rồi tuổi trẻ nó biết gì, nó bắt chước. Dĩ nhiên là ai là cái người có một chút suy nghĩ sẽ thấy không nên yếm thế bi quan. Chính ngày hôm qua mình có nói với nhau, kẻ nào thất vọng là kẻ kiêu căng mà. Chán nản thất vọng là dấu hiệu của một lòng kiêu căng chứ đâu phải khiêm nhường. Vậy trong tình yêu đối với Thiên Chúa thì rõ ràng Chúa giống như một người điên khùng. Chắc quý cha và quý thầy còn nhớ chuyện Thánh Gerardo Magella mà ngày mai mình sẽ xin phép được hầu ở trong một vài phút ngắn. Thời gian nó hết rồi, xin được đúc kết lại thôi. Hôm nay đề tài chưa xong, mới nói phần đầu là trái tim biểu tượng của tình yêu với những lý do sơ sài của nó tạm chấp nhận được. Và trong tình yêu, cái người nào trung thực thì giống như người đời họ gọi là một kẻ phiêu lưu và hơi điên rồ. Thế thì Thượng Đế sẽ xứng đáng với cái chữ điên vì yêu và yêu như điên. Hai cái phát điên lên vì yêu mà Ngài yêu với một cường độ được đo là yêu như điên. Có khi mình chưa có ý thức được điều đó, rồi mình chưa cảm nhận được như cái nhìn của Ô-dê. Mình nhìn một bạn thanh niên quảng đại rời gia đình với tương lai, rồi tình cảm chính đáng mà Chúa cho phép để đi vào một tu viện, mình có cảm thấy lại Chúa, có Chúa thật rồi, có Chúa và tình yêu Ngài,
một người quảng đại đầy một tương lai dài trước mặt thế kia mà dám hy sinh để bước theo tiếng gọi của Chúa. Đúng là phải có cái vế gọi thì mới có cái vế đáp. Mình phải thấy được như Ô-sê không? Xin kính chúc Đức Viện Phụ, quý cha và quý thầy một đêm an giấc. Và nếu có nằm mơ thì chắc là nằm mơ thấy gì tốt đẹp đó. Đừng có mơ thấy Lê Công Tuấn Anh tự sát. Đám tang đúng là linh đình. Tháng sau, tháng 10 anh ta qua đời, tháng 11 đi sang Úc. Bên Úc kiều bào cũng làm lễ nữa. Ghê, linh đình. Và ở California, người ta cũng tưởng nhớ đến Lê Công Tuấn Anh nữa. Mà tưởng nhớ ở một cái chiều, gọi là cái chiều theo báo chí không? Không ai đứng lên để phê bình. Cái chết đó là yếm thế. Xin cảm ơn Đức Viện Phụ, quý cha và quý thầy. Và quý thầy, xin dâng giây phút chia sẻ ngắn ngủi này cho linh hồn bà cố Anna. Thân phận con người, cách đây 2 hôm mình có suy xét với nhau. Thân phận là bọt bèo, là có hạn. Không biết trong điện ảnh, bởi vì các thầy không có xem TV, thì xin phép được nói trong điện ảnh càng ngày càng có nhiều phim nói về thế giới bên kia. Dĩ nhiên cũng có những tác giả vô thần và cũng có những tác giả duy tâm. Mà 2 bộ phim nổi tiếng có thể nói được 4 giải thưởng Oscar và cái phim kia 3 giải Oscar được chiếu rất nhiều ngay cả ở nước mình. Cái phim được nhiều giải hơn là cái phim The Ghost, hồn ma. Và cái phim thứ hai là cái phim The Period of Time, quãng thời gian. Trong 2 phim đó đều nói lên người quá cố vẫn còn trông thấy, vẫn sống chung với những người còn sống. Không biết là họ đã tưởng tượng thế nào mà họ diễn đạt được một cái người qua đời vẫn còn theo dõi, yêu mến, muốn giúp đỡ những người còn sống nhưng hoàn toàn bất lực. Bàn tay không sờ vào được cái gì, miệng có la thét lên cũng không ai nghe. Mà họ vẫn sống, họ vẫn nhìn thấy và vẫn liên can. Làm cho tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Giê-xu nói, cái người giàu có chết qua đời rồi, trông thấy mấy người em ông ấy vẫn nhậu nhẹt, sa đọa, mới xin Abraham. Xin Abraham lại cha, cho con về để con báo cho chúng nó, kẻo chúng nó phải sa đọa và trầm luân. Thì chính Chúa Giê-xu đặt ra cái ví dụ đó để nói lên cái phần nào đó, mặc dù chưa ai có kinh nghiệm từ bên kia thế giới trở về để nói cho mình bên kia ra sao, có trông thấy những người thân nữa không, có còn liên hệ gì không và ở một trạng thái nào. Nhưng mà thấy điện ảnh càng ngày càng tin thì cũng đó là một cái nét đáng mừng đó. Nhất là trong cái phim hồn ma, những cái linh hồn nào xuất ra khỏi xác mà một cuộc đời đã u ám vì những điều làm trái với lương tâm và đạo lý thì luôn luôn bị một bầy dơi bu chung quanh rồi lôi đi về một cái vực thẳm tối tăm. Họ diễn tả bằng máy vi tính, tất cả đều là máy vi tính nó vẽ ra, nhưng mà họ diễn tả trông nó cũng rùng rợn lắm. Thế thì chắc là đại đa số các nhà thần học, những người nghiên cứu về thế giới bên kia, một thế giới siêu hình, chắc cũng tin rằng những nhân vật ở thế giới ấy vẫn còn trông thấy bằng con mắt nào đó, vẫn còn thông công, vẫn còn yêu mến. Xin được nói tiếp đề tài hôm qua.
Năm 1987, bước sang 88, có một vận động viên nữ bơi lội đứng vào hàng thứ ba của thành phố. Năm đó tôi cũng bắt đầu được vào làm việc trong sở thể dục thể thao. Thì có nhìn thấy cái cô bé đó, 18 tuổi, bơi vào hàng thứ ba. Tức là có hai người kia bơi giỏi hơn và rất triển vọng. Gia đình lại là ông bố là một sĩ quan chế độ cũ đi cải tạo. Và cái năm đó lại là năm ông ở được 11 năm. Năm 87, 86, 87 thì ông ấy được về và đang chuẩn bị giấy tờ để đi ra nước ngoài. Thì khi đi phỏng vấn thì cái cô gái đó sau này được báo chí khen ngợi ghê lắm, cô tự động xin rút tên khỏi danh sách, không đi. Ông bố là người một sĩ quan, cư xử như một sĩ quan, nóng tính. Ông ấy đòi từ bỏ ngay đứa con, ngay trong cái bàn phỏng vấn trước mặt phái bộ của Hoa Kỳ. Và cô ta nói cứ ba má cứ đi đi, tình cảm vẫn còn, nhưng con không muốn đi, con ở lại. Ông bố nói ngay với bà mẹ, nó đã nhuộm đỏ rồi. Thế thôi, ông ấy từ thật, gia đình ra đi, cô ta ở lại. Căn nhà ông hiến cho nhà nước chứ không để cho đứa con gái nữa. Ông tức. Báo chí rất khen cô gái đó, nói là một nữ vận động viên yêu nước. Rồi một số bạn bè thì nói chắc nó sắp sửa được đi học Liên Xô, cho nên tương lai nó mở ra thì cần gì phải đi Mỹ. Một số người bàn tán mà họ đưa lên báo một cái vấn nạn là hay là nàng đã có yêu anh chàng nào rồi, đã có người yêu rồi cho nên không đi. Đến lúc vấn đề nó chín mùi, báo chí, nhất là báo Liên Hiệp Phụ Nữ, họ đến phỏng vấn và họ đăng cái bài làm cho mình giật mình, để thấy trong tình yêu nó cũng có vấn đề của nó. Báo đến hỏi tại sao em không đi. Cái chị phóng viên mà, em không đi vì một bài hát, chứ người ta đồn em nghe hát á, người ta nói em yêu cái này. Bố em thì nói em đã theo chủ nghĩa cộng sản rồi. Còn mấy người kia thì nói em vì cái medal, cái huy chương mà em sắp sửa đi học Liên Xô. Tất cả đều sai. Em không đi là vì một bài hát và một đoạn phim. Bài hát gì? Cái bài hát mà cách đó 8 năm rất thịnh hành. Bài hát tôi không nhớ tác giả là ai, nhưng mà xin phép được hát câu đầu thôi. Một nam ca sĩ hát: vọng sang bên phía bên đất nước Hoa Kỳ, tôi muốn nói với em cô gái Việt lạc loài phương xa, rằng bầu trời California làm sao như nắng Sài Gòn, và dòng sông Mississippi làm sao đưa em về nguồn. Tôi xin hát như đó, hát nữa thì nó làm các thầy chia trí. Bài hát nói: em đi sang đất lạ quê người, mặt trời bên đó có khác gì mặt trời bên ấy, dòng sông kia có khác gì dòng sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây, có chắc gì đưa em được về cội nguồn không, nơi mà cái tệ nạn phân biệt chủng tộc và nhất là kỳ thị da màu, nhất là tổ chức Ku Klux Klan, ba chữ K, năm đó đang bắt đầu phá những cộng đồng người da màu. Cô ta xem thấy một đoạn phim, và trong cái đoạn phim đó nạn kỳ thị chủng tộc làm cho cô ta nói tôi không muốn bị đồng hóa với những người mà người ta gọi là da màu, mà người ta đã đồng hóa người da màu ngang hàng với con chó. Hôm trước có nói với quý cha với quý thầy, đúng là có những tấm bảng ở đằng trước để giá tiền Coca-Cola, Pepsi-Cola, mà ở đằng sau là ở đây
không dành cho chó và da màu. No dog, no color here. Không có chó và da màu nơi đây. Thì cái cô gái đó có một chút tự ái, cô không muốn mình bị đồng hóa với con chó. Thế là cô tự ái, cô không đi thôi. Cô có cái tự do để suy nghĩ. Bởi vì khi mà mình bị đồng hóa là mình mất cái gì của chính mình để mình mặc lấy cái mà người ta sẽ khoác lên mình. Một trường hợp thứ hai, cách đó chừng một năm, báo chí lại khen một thầy giáo còn trẻ, gia đình cũng đi Mỹ mà anh ta ở lại. Thế cũng giống cô kia, nhưng mà không phải là yêu cô bé kia, mà là yêu một cô gái khác, một cô giáo viên lớp chồi, lớp mầm, lớp lá đó. Gia đình phản đối. Và 5 tháng trước cái kỳ phỏng vấn, một cái tin rất đau buồn là người yêu của anh lại bị phát hiện ra là có virus Hansen, bệnh cùi. Phát hiện ra, dĩ nhiên giờ này những cái tin tức đó không đáng sợ vì đã có thuốc chữa được lành. Nhưng mà nhiều người nói thôi bỏ con nhỏ đó đi cho rồi. Anh ta đã có ý định ở lại rồi, mà khi nghe cô ấy bị bệnh cùi và chính cô ấy cũng đến năn nỉ để em tĩnh dưỡng và bỏ em đi, anh đi đi, anh ta cũng nhất quyết ở lại. Và càng biết rõ người yêu mình bị một cái bệnh nan y, anh ta càng không bỏ rơi. Anh ta muốn đồng hóa mình với hoàn cảnh khổ đau đó. Rốt cuộc gia đình cũng bỏ đi và anh ấy ở lại giúp cô kia để điều trị cho xong cơn bệnh. Ngày nào bác sĩ chứng nhận lành bệnh thì sẽ cử hành hôn lễ. Người ta khen ghê lắm. Một lý tưởng trong tình yêu cần phải có sự đồng hóa. Đồng hóa mình với một cái gì thấp hơn, đúng là một hy sinh. Và nếu người ngoài nhìn vào thì nói điên rồ. Trong tình yêu ở Việt Nam hiện nay, quý cha và quý thầy thấy báo đăng đó, có những đám cưới mà người ta muốn đồng hóa với những người giàu sụ ở Đài Loan, chưa chắc đã đồng hóa được. Tôi thấy dọc con đường từ Long Thành đến Bà Rịa Vũng Tàu, người Đài Loan bỏ tiền ra mua rất nhiều đất và cần một cô vợ có quốc tịch Việt Nam để đứng tên giữ đất dùm. Thế là họ cưới. Họ cưới ồ ạt. Nhất là cái mai mối, cái dịch vụ làm mai mối đó cũng được hưởng một số lợi nhuận khá to. Mấy người nông dân nghèo bán con mình đi, mong con mình được đồng hóa với một xã hội thượng lưu giàu hơn, mong rằng mình cũng thoát khỏi cảnh nghèo. Ảo tưởng. Nhưng mà ít nhất là cũng họ cũng nuôi được cái đó. Trong cái đám cưới xong rồi thì con mình trở thành bà chủ, một người chồng Đài Loan, một người chồng Singapore, một người chồng Nam Triều Tiên. Thấy tội nghiệp quá. Tôi đi vào nhà thờ cha Tam gặp cha trụ trong một cái lớp giáo lý hôn nhân bàn chuyện này. Và cha nói cái này phải nói cho các em người Hoa nó biết, nhất là người Hoa. Cha cũng vạch trần ra cho thấy chuyện đồng hóa đó là ảo tưởng. Họ đem về để làm như một thứ đầy tớ. Chúng ta thấy một người ở giai cấp thượng lưu hạ cố xuống để mà đồng hóa, để cưới một cô gái, giống như ông Tổng thống Bokassa hồi năm nào đi tìm bà Huệ với đứa con gái của mình là đứa con rơi. Cái thuở ổng còn làm lính viễn chinh bên đây, thật là hiếm. Thậm chí có người mạo nhận mình là bà Huệ thứ hai, bà Huệ Dỗm, thì ổng cũng rước về. Rồi sao người ta tìm được bà Huệ thật, ổng cũng rước luôn. Thì kể là mọi người đều khen ông Bokassa, nói trời ơi, cái ông đó đã có một tình yêu đến nỗi hạ cố xuống
để đi tìm một người ở cái giai cấp gọi là cùng đinh. Cho nên trong tình yêu, nếu mà mình là người đứng ngoài thì mình thấy có cái gì mát mát điên điên yêu. Cho nên chắc quý cha với quý thầy có đọc chuyện của thánh Gerardo Magella, Dòng Chúa Cứu Thế. Xin phép được kể tóm tắt những đoạn mà, bởi vì nhà dòng của tôi được thừa hưởng ân huệ của Dòng Chúa Cứu Thế. Các cha Chúa Cứu Thế sang làm lễ mỗi ngày, thì cứ đến ngày lễ thánh Gerardo Magella là được kể chuyện rất nhiều, rất vui. Anh em tôi thì gọi các cha Dòng Chúa Cứu Thế là Dòng Chúa Cứu Thế, bởi vì chính bên phía cha Cao Đình Trị, cha cũng nói vậy. Cha nói mình mang tiếng quá rồi, nhà nước bảo mấy anh nó là Dòng Chúa Cứu Thế chứ đâu có phải là Dòng Chúa Cứu Thế. Đã bảo đừng làm mà cứ thế mà làm, thì gọi là Dòng Chúa Cứu Thế. Gerardo Magella, anh em đến nói với cha bề trên rằng Gerardo Magella có những sự kiện bất thường, chẳng hạn như không làm việc cùng một giờ với anh em, chẳng hạn như miệng cứ lẩm bẩm lầm sầm lì xì cái gì, và nhất là cái việc chia một việc làm không thấy làm chung với anh em. Thế thì cha bề trên cũng để ý xem coi có đúng vậy không. Thì cha giao cho một cái việc làm mà theo người ta tường thuật đó là xếp lại cái kho bột mì trong nhà dòng, trong tu viện. Bột nào, bao nào mới, bao nào cũ để làm bánh trước, thôi nó bị mọt. Thì cha bề trên giao cho thầy Gerardo, hẳn nói thầy vâng lời rồi xuống với nhà kho, thầy xếp đặt sao. Thấy hăng hái lắm, chạy xuống ngay xoắn áo dòng lên. Thì độ 20 phút sau, cha bề trên xuống nhìn thì thấy đúng ở trong kho đang xếp đặt, nhưng mà cái người đang xếp đặt thì không có mặt. Kêu hết khắp cả kho thì không thấy đâu, biến mất. Cha nghĩ là chắc ở ngoài vườn, ra ngoài vườn không có, lên thư viện đọc sách chăng, không có, không biết ở đâu. Lên nhà ngủ tìm thấy. Thôi cha đi về. Mà cái bố trí của nhà dòng là thầy bề trên, tu viện trưởng ở cái căn phòng sẽ sát với nguyện đường. Cho nên cha đi về thì đi ngang cửa nhà nguyện, thấy cửa hé mở. Cha nhìn vô thì nói, à, cái anh Gerardo, anh đang đứng trước nhà tạm, áo quần thì bột không, cái áo dòng còn xoắn lên nhét vào cái túi thế này, mà đang đứng chỉ vào nhà tạm nói cái gì. Thế thì cha bề trên đến gần mà nghe xem nói cái gì. Nói với ai? Nói rất rõ. Con nói lại một lần nữa là hình như Chúa điên khùng rồi. Trên giật mình. Vào cái thời đó mà nói câu đó là phạm sự thánh. Cho vỗ vai một cái nói, Gerardo, thầy vừa mới nói cái gì? Dạ thưa cha, con vừa mới nói rất rõ. Đi đi đi, ra đây kể lại cho tôi nghe. Ra khỏi nhà nguyện cái đã. Dạ thưa, nếu đi thì xin cho con nói lần chót. Ông ấy lại chỉ vào nhà tạm nói lại, Chúa con nói lần chót, Chúa khùng rồi. Seigneur, tu es fou. Dịch đúng thì nói là Chúa điên á. Rồi ông mới đi, ông chào xong mới đi. Ra ngoài phòng, cha bề trên bảo thầy ngồi xuống. Thôi được, cái bằng chứng nó rõ ràng rồi. Thôi tôi gửi thầy về gia đình thôi. Chuyện thứ nhất là giao cho làm ở dưới cái kho, tại sao lại bỏ lên đây? Mà lên đây lại đứng trách mắng Chúa một cách phạm thượng đến thế. Thế là ông ngồi ông viết, tôi tu viện trưởng xét vì lý do thế này, cho nên gửi Gerardo Magella về cho cha thánh Alphonse de Liguori xét xử và cho về gia đình. Rồi đưa cho ông ấy đọc. Ừ, con về thật sao? Thì con cũng vâng lời đó, nhưng mà cho con nói, nó oan cho con đó. Thứ nhất là con xuống dưới cái kho, nó mênh mông lắm. Cha có biết không, nó mênh mông,
con xếp được một hàng bao thì con lộn bao cũ với bao mới rồi. Không có biết cái đánh dấu thế nào mà nó cả trăm bao như vậy. Cho nên con chạy lên, con hỏi xem Chúa Giê-xu có cách gì chỉ cho con với. Thầy nói láo, tôi thấy thầy đứng mắng nhiếc Chúa Giê-xu trong nhà tạm là Chúa khùng. Dạ thưa, cha chưa hiểu để con nói. Con vừa mới đẩy cửa nhà nguyện vào thì có anh nào đó, con tưởng là anh nào núp trong nhà nguyện nói, Gerardo, đồ khùng. Tức lắm con mới nói này, mấy anh mình bằng tuổi nhau thì đừng có núp. Hãy có nói tớ khùng thì cứ trường mặt ra đi, cho tớ biết coi người nào nói mới anh hùng. Thì con đi tìm không thấy anh nào đó. Con đi tìm ở mấy cái góc cột này, thì thấy ở sau phòng thánh nói, Gerardo, khùng điên. Con chạy vào trong đó con tìm, con mở hết mấy cái tủ áo ra cũng không có. Con lại nghe bên ngoài, cái anh đó khéo thật, anh chạy ra ngoài rồi. Anh nói, Gerardo, khùng. Con tức quá, con chạy ra, con nói, anh nào, bây giờ tôi không tìm nữa, có ngon thì bước ra đi. Thì có tiếng nói, bước ra không được, nhà tạm đóng cửa rồi. Thì nãy giờ Chúa nói con khùng à? Ừ. Sao Chúa lại nói con khùng? Tại vì nhà cha mẹ lại không ở, thừa hưởng gia tài, sao không hưởng? Một tương lai sáng lạng, sao không bước vào, lại đi theo cái con đường này? Ở ngoài đời người ta nhìn vào, người ta nói khùng. Dạ thưa, tại con muốn đi theo Chúa mà. Thấy chưa? Ai muốn đi theo Chúa phải đi con đường nó chật hẹp và chông gai, người ngoài nhìn vào đều nói khùng. Thì bây giờ con nói rõ hơn thôi, con có đi đường hẹp đường rộng nữa đó, mà con muốn yêu Chúa, con đang muốn, con đang tập để yêu Ngài. Đấy, người nào yêu đã là bắt đầu cùng rồi, huống chi là yêu ta. Nhà ngươi đâu có thấy ta đâu. Đó, thưa Chúa vừa mới nói cái gì? Chúa nói lại cho con nghe, người nào yêu là đã bắt đầu khùng điên rồi. Thế thì xin cho con hỏi Chúa với con biết rồi nhưng mà con cũng cứ hỏi, ai có trước? Thì trong nhà tạm nói chuyện rất thân mật, nói ta có trước. Vậy thì Chúa với con là con có sao rồi phải không? Vậy thì Chúa với con yêu nhau thì ai yêu trước? Ông nhà tạm bối rối lắm, nói là thì ta yêu trước. Chúa yêu trước cho nên Chúa khùng trước, Chúa điên trước con rồi. Vậy là hai bên cãi nhau. Và ở trong kia không có chịu, cứ nói con khùng và con phải nói Chúa khùng. Rồi ở trong kia nói Gerardo, Chúa yêu phu. Con cũng phải trả lời lại, hai bên cãi nhau như trẻ con nữa. Và lúc đó là thưa cha đến cha ngoắt con ra đó. Dạ thưa cha, hết chuyện rồi. Bây giờ nếu con vâng lời con về thì con cũng an tâm thôi. Cha bề trên không có đuổi ổng về nữa. Sau này cha thuật lại là ông ấy ta hay hơn tôi nữa. Ở chỗ là làm việc gì hình như ông cũng biết hỏi ý kiến Chúa Giê-xu rồi mới làm. Ông ấy đồng hóa mọi việc ổng, kể cả cách suy nghĩ và những việc rất tầm thường với ý nghĩ của Chúa Giê-xu. Điều thứ hai chắc chắn ông ấy hơn là ông ấy nói chuyện được với Chúa một cách rất cụ thể như vậy. Còn mình sao vẫn cách xa nghìn trùng. Nên nói thôi bây giờ anh ở lại. Thế thì con không về nữa. Đi xuống kho dọn tiếp. Thế ông ấy dọn thăng lắm. Tội nghiệp cuộc đời của Gerardo Magella bị hiểu lầm. Có mấy tháng sau anh em đến nói với cha bề trên, thưa cha, Gerardo Magella bắt đầu làm xiệc trong nhà thờ. Nó có làm xiệc nữa à? Kêu vào. Mà trước đó thì cha bề trên hỏi nó làm thế nào. Dạ thưa, tới cái giờ gẫm nó cứ hỏng hỏng lên nè. Nó cứ lơ lửng như cái bong bóng á. Đúng là có một số các thánh được cái ơn extra xuất thần. Thưa quý cha và quý thầy, tôi thấy tận mắt một người võ sư Nhật Bản hỏng khỏi mặt đất khi anh ta nhập thiền. Tôi không tin được cái mắt đó. Tôi lấy tay tôi rờ với mà anh ta khoảng 86 kg. Anh ta ngồi thiền và nó hỏng lên. Cái đó cái luật nhân điện cũng có thể làm được. Nhưng mà những người kết hiệp với Chúa hình như Chúa lôi lên thật. Một số vị thánh mà mình đọc trong hạnh, mình đã thấy như vậy. Thì Gerardo biết đâu được hưởng cái ơn đó. Mà anh em thì nói ông ấy làm xịp.
Cho nên cha bề trên kêu vào nói này, hôm trước cái chuyện nhà kho đó, tôi đã bỏ qua rồi. Cái chuyện mà đứng nói chuyện một cách rất là vô lễ trước nhà tạm như vậy đã tha rồi, bây giờ thầy lại còn làm cái gì nữa? Con đâu có làm gì đâu. Anh em nói thầy hát xiệc trong nhà thờ, con cũng không biết nữa. Tự nhiên hễ mà con kết hiệp với Chúa Giê-xu là nó bay lên. Thế thì ngày mai cái bàn bằng gỗ sồi anh cầm vào đó cho tôi. Cái bàn dài lắm, 5 người cùng ngồi một bàn, anh cầm chặt vào. Vậy là ngay sáng hôm sau, cha bề trên là đã có người mất rồi. Mất rồi. Và 4 cái thầy quỳ cùng chung với ông ấy bị xách lên luôn. Ông ấy xách cả cái bàn lên. Cái chuyện nó như là lực sĩ biểu diễn á. Mấy anh kia thấy hổng hổng sợ té chạy lên, nó xách luôn bàn lên rồi. Cái chuyện không biết người ta có thêm bớt không anh, mà cái chuyện có thật là từ đó Gerardo bị cấm không được vào nhà thờ. Tội nghiệp lắm, đứng ở cuối cái hành lang và dựa vào cái bao lơn, cái bao lơn bằng sắt, và cha bề trên dặn là đứng đó, đứng yên đó, tay cầm cho chắc, hai tay. Tới giờ chịu mình Thánh Chúa sẽ có cha đem xuống cho, không được bước vào nhà thờ làm người ta lo ra. Ông ấy vâng lời đứng đó cho đến chết. Nhưng mà cái chuyện lạ là hiện giờ cái vết tích đó còn là ở cái nhà dòng của dòng Chúa Cứu Thế tại Roma đó. Các cha nói hình như cái sức mạnh nào đó đã uống cái thanh sắt đó, nó cong lên. Cái thanh sắt mà mỗi ngày ông ấy cầm, ông ấy ghì xuống để đè cái người ông ấy xuống. Cho đến lúc ông ấy chết, người ta phát hiện cái chỗ đứng của ông ấy, cái thanh sắt nó quẹo lên. Thế thì một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, làm thế nào mà hiểu được Chúa yêu mình thì đúng như nếu mà mình dạng lời dám nói như Gerardo Magella thì Chúa điên trước. Khó hiểu, có phải vậy không thưa? Tôi thấy như vậy. Một người hạ cố xuống từ một tạo hóa xuống là một tạo vật, ghê quá. Cho nên trong tình yêu, cái điều chính yếu là sự đồng hóa, để có sự đồng tâm nhất trí. Và một bên càng cao sang càng hạ mình xuống thì càng thấy sự liều lĩnh và sự điên khùng của tình yêu. Còn một bên thì hay phản bội mà bên kia vẫn thủy chung, lại càng nói lên tính cách mạo hiểm. Cho nên phải chăng cái điều chính trong tình yêu là sự hòa hợp, sự hòa đồng, sự đồng hóa. Kính thưa quý cha và quý thầy, tôi xin phép được vẽ cái bộ máy tiêu hóa. Như này là miệng vào đây, xin bỏ cái đường đi trên mũi đi. Đó. Hôm qua mình nói dạ dày. Rồi tôi hay mời mấy em nó đang học lớp 11, 12 đó lên vẽ tiếp. Ruột non ở đâu, ruột già ở đâu, ruột dư nằm ở đâu, tức là ruột thừa nằm ở đâu. Ôi trời, vui lắm. Nhất là hỏi ruột non dài bao nhiêu. Có người nói với tôi có 2 tấc à. Có em nó nói 8 tấc. Nguy hiểm vô cùng. Ruột già bao nhiêu nó không biết. Thì giả sử mình vẽ ruột non tượng trưng như vậy, tượng trưng nó uống còng còng, nó dài lắm, từ 7,5 mét nha. Rồi đến cái ruột già này, đây có cái cuốn ruột dư, ruột thừa, rồi xuống. Cái chữ đồng hóa, xin phép mời quý cha và quý thầy
nó rất tầm thường, nhưng mà hiểu cho cùng lại thấy nó có cái niềm vui trong đó. Nhất là mỗi lần chịu lễ về thì Thiên Chúa đã đồng hóa để thành mình. Đúng. Thế thì xin nói thế này. Hiện giờ không biết trong chương trình về thể dục thể thao các thầy có chơi môn thể thao gì. Tôi thì biết là có đá bóng rồi đó. Tôi thắc mắc không biết các thầy có tập một môn võ nào không, để tự vệ thôi chứ không có chả đi đấm đá với ai. Bởi vì các dòng nữ bây giờ tập võ đông lắm. Một cái chuyện rất là khôi hài. Nhất là cái kỳ hè tháng 6 vừa rồi vô thì có 4 dòng nữ rồi đăng ký và nhờ tôi đem nộp đơn cho Sở Thể dục Thể thao. Và nếu được thì mấy huấn luyện viên là người Công giáo đó phái đến để giúp họ. Thì năm ngoái tôi đến một nhà dòng, mấy chị đệ tử đi học ban đêm về hay bị mấy người thanh niên nó trêu nó chọc. Thì có mấy chị nói với dì giáo mà sợ huấn luyện nói với tôi, nói thầy có rảnh thì đến chỉ cho tụi em vài miếng võ tự vệ. Đúng rồi, tôi nghĩ võ mà vài miếng như là miếng cơm cháy vậy đó. Nghĩa là cũng có, mình chiết thế ra, cái này làm sao, cái kia làm sao thì cũng đúng. Nhưng mà tôi hỏi, thế thì một tuần tập mấy buổi, và một buổi tập được bao nhiêu lâu, bao nhiêu phút? Vì ở câu lạc bộ thì một tuần tập 3 buổi, mỗi buổi 90 phút. Còn cái trường chuyên nghiệp của nhà nước để đào tạo huấn luyện viên, một ngày 6 tiếng, mỗi ngày hết, trừ ngày chủ nhật, 6 giờ đồng hồ, sáng 4, chiều 2, để đào tạo ra huấn luyện viên và vận động viên đi thi đấu. Thì mấy gì nói, tụi em không có giờ đâu, thầy chỉ đi là tụi em tự tập. Tôi mới hỏi liền, thôi được rồi, bây giờ vậy thì khỏi cần may võ phục gì hết. Ở đây, thứ nhất là hay bị cái gì thì mấy chị nói tụi em đi xe đạp đó, rồi nó hay chạy theo, nó cầm tay mình nè. Nó hỏi em đi đâu về vậy à, thì giờ làm sao? Tôi nói dễ, mình dừng xe đạp lại cái đã, mình đừng có chạy nữa. Rồi cái tay nó cầm vậy thì mình đè lên cái tay, mình gạt lên vậy nó ra rồi. Thì búng một cái cho cái cục này nó vào cái chúng ngay cái, gần cái mặt nó giật mình, nó thả tay. Thì miệng mình la cướp. Tập đi. Thả dê ra. Nói mà làm sao? Dạ, nó cầm tới tay em. Rồi Lan làm sao mà thoát nạn thành công? Nó mới đụng tới cái em hãi quá, em xỉu mất rồi. Thế là nó hoảng hồn nó chạy. Hoảng hồn rớt xuống đất đứng không vững nữa rồi. Thì thằng kia nó sợ quá nó tẩu thoát. Thế là thoát nạn. Có những điều mà người ta nghĩ rằng mình chỉ cần biết thôi, trên tri thức mình nhận ra thôi, mình hiểu thôi, mà mình chưa đồng hóa thì tôi tin chắc chưa dùng được. Bởi vì các thầy thấy một cái động tác như thế này mà ở trong võ thuật nó phải làm 1.000 lần, có phải không? Hay là một động tác nó đánh từ đây, nó phải di chuyển cái huyệt đan điền đi trước thế nào. Mặc dù mình không đánh ai nhưng mà mình cũng vẫn phải làm đúng kỹ thuật. Như vậy thì làm đến cái mức độ khi nào cái tay, cái chân nó biến thành phản xạ tự nhiên, không còn suy nghĩ nữa, mới gọi là đã đồng hóa được cái kỹ thuật đó với chính mình. Ngày mình chưa đồng hóa thì sao? Thì hãy quá xỉu là phải rồi. Tập võ hàm thủ. Cũng một chuyện tức cười nữa, là tôi đi đến các nhà dòng, tôi hay nói các dòng mà lo việc giáo dục thì các thành viên trong dòng đều phải biết bơi. Bởi vì sau này dẫn các em đi cắm trại, đi picnic, đi dã ngoại, rồi tới một cái ao, một cái bờ sông đẹp đẽ như vậy mà mình không biết bơi thì mình cấm không cho các em bơi, mà các em nó không được xuống cái chỗ cạn nông nó chơi thôi thì nó mất hứng. Mà chính mình cứ mỗi lần mà mình gặp sông nước đó là mình bắt đầu đâm lo vì mình không biết bơi. Mà thật sự con người ai cũng bơi được, bởi vì trong bụng mẹ
đến cái 9 tháng 10 ngày mình đã bơi trong đó. Mình bơi trong một cái túi nước. Xem lại bào thai đi thì sẽ thấy mình bơi trong một cái túi nước, đầu mình lộn ngược xuống mà nước đâu có vào lỗ mũi đâu. Mình vẫn bơi giỏi. Ngày nay người ta sinh trong nước hết rồi. Các bệnh viện mà gọi là phụ sản bên Úc, bên Mỹ, bên Pháp, có nhiều cái phim nó khuyến khích người mẹ đi sinh con trong nước, dìm bãi trong nước để sinh. Đứa bé ra đó thì cứ để nó nằm trong nước, nó không chết chìm đâu. Chăm sóc cho bà mẹ đi. Xong hết rồi, nâng đứa bé ra khỏi nước. Nó ở trong nước cũng y như ở trong mẹ, trong bụng mẹ. Nó chưa có thở bằng phổi. Cho nên để nó nằm cả tiếng đồng hồ nữa, cứ lo cho bà mẹ đi, nó vẫn sống. Rồi khi nào nhấc nó lên, cắt cái nhau đi, thì nó bắt đầu nó thở lấy một mình, thì đừng dìm nó vào lại nữa. Mà như vậy thì rất là an toàn cho người mẹ lẫn đứa con. Vậy mà tôi nói xong cái tôi hỏi một tập thể, một dòng nữ đa minh dòng nữ đa minh ở gần các thầy Doan Thiên Chúa lắm. Cô hỏi: nói thật ở đây các gì, ai biết bơi giơ tay lên. Thì được phần 1/4 à. Rồi trong 1/4 đó tôi hỏi biết bơi kiểu gì. Toàn là kiểu ruộng đó. Kiểu ruộng tức là bơi làm sao cho nó nổi thôi. Chân thì chân ếch mà tai thì tai chó. Miễn là nó nổi thì cũng được ý. Chứ không có mê tốt phương pháp nữa. Đã thấy vui vui rồi. Tôi nói bây giờ như vậy thì đừng bao giờ nói mình không biết bơi. Hay ai hỏi biết bơi không thì nói biết. Từ trong bụng mẹ tôi đã bơi rồi. Nhà hiện giờ bơi cỡ nào thì xin trả lời hiện giờ thì khác. Hiện giờ bơi giống như cái bàn ủi, cái bàn là đó, thả vào nước nó tới đáy liền. Tội nghiệp đó chứ. Có hai chị đệ tử chết chìm đi chơi ở hồ Trị An đó. Mà nó lãng xẹt tại không biết bơi. Cái chỗ đó đâu có sâu lắm, gần bờ đó. Cho nên rồi cái có mấy bà dì về trên nói: thầy, hè đó, mùa hè tháng 6 và tháng 7 tụi em đi bãi dâu thì thầy đi theo để tập bơi. Tôi thấy nó treo leo. Tôi nói không, tôi sẽ tìm sách. Và nếu cần thì tìm một vận động viên nữ. Mấy dì bao nó ăn ở mấy ngày đó thì nó ra nó tập. Rồi mấy dì nhận được sách. Nó thôi khỏi cần, đọc sách nó hay quá rồi, được đủ. Tay chân trong sách nó vẽ thế nào là đúng hết. Cái nhịp thở ra sao đúng lắm. Đi tháng 6 đi bãi dâu ở mấy tuần, 2 tuần rồi đó. Trở về tháng 7 tôi lên tôi hỏi sao có ai biết bơi không. 3-4 cô giơ tay lên nó biết. Thứ nhất là tụi em ra bãi dâu cái đi chặn đàn thánh giá xong là lên trên núi liền. Tôi hỏi làm gì kể. Bắt chuồn chuồn cho cắn rốn. Nó mê tín dị đoan cái gì nè. Chuồn chuồn nó ở ngoài mình, nó đâu có đồng hóa gì với mình đâu. Rồi tôi hỏi thế thì có ai biết bơi nữa không. Dạ thưa, xuống nước thì chưa dám, cho tụi em bơi trên giường giống lắm rồi. Tức là nằm ngang trên giường rồi tay chân rồi làm giống hết rồi. Thế thì xuống nước là kể như lúa nữa. Chìm. Làm sao để thuyết phục cho họ hiểu cái động tác bơi Chúa để trong mỗi người rồi. Nhưng mà với một khoảng thời gian họ bị mặc cảm với nước, họ đâm ra sợ. Một lần nào đó trong đời sợ nước chẳng hạn. Rồi không ai chỉ một cách dễ hiểu, cho nên họ đánh mất đi. Đáng lẽ đồng hóa cái đó thành của mình thì họ đã tách rời ra. Chuyện sinh ngữ cũng vậy phải không? Quý thầy thấy là nhà dòng đầu tư cho mình học. Đúng ở một số tuổi nào đó thì học một nó biết 10. Ở bên dòng tôi cũng có mấy thầy ở một cái tuổi nào đó học 10 thì quên 11. Hết vô rồi. Ép không được. Mà ngày nào buổi chiều giờ này cũng học sinh ngữ. Học liên tục vậy đó. Rồi có người khoe bữa nay học được 80 mấy từ mới. New word. Trời ơi, tôi mừng nghe. Tôi nói học mà ở trong chương mấy vậy? Chương 12 ví dụ. Rồi em học ngon lành 80 mấy từ mới.
Tôi hỏi có từ nào nằm trong đầu chưa? Chưa, còn ở ngoài sách. Thế thì nguy. Thế thì khách nước ngoài đến nhà dòng thì sao? Phải nói một câu đợi tôi lấy sách ra đã. Cái từ đó chưa đồng hóa thành của mình thì mình không dùng được. Chắc chắn. Nói chuyện với người nước ngoài xong, vô trong nhà, thầy về trên hỏi sao? Đấu trí có mệt không? Thì nói con không mệt, mà con mỏi tai à. Tại con dùng động từ quơ. Nói chuyện với người nước ngoài mà ai quơ, tôi quơ theo. Bên kia quơ, bên mình cũng quơ. Đúng là chưa đồng hóa. Cái từ đó, cái giới từ đó, cái liên từ đó, cái trạng từ đó chưa thành của mình, chưa biến thành mình. Và hình như tiến lên một bậc nữa, thức ăn cũng vậy, thuốc uống cũng vậy. Ví dụ cha bề trên cho các thầy thuốc bổ, nhưng mà cái lọ nó đẹp quá, rồi có mấy thầy để dành ra để coi, đẹp quá, uống chi mình chưa thấy mệt lắm. Hai ba tuần sau lôi ra, nó có mốc, có nấm, không dám uống nữa, lại bất vị. Thì vô ích. Viên thuốc có đó, chất bổ có sẵn rồi, bao nhiêu đa sinh tố có chứa bên trong, mà nó không vào trong người mình, tất cả đều còn vô ích. Và thức ăn cũng vậy. Mình thấy thức ăn mà mình không ăn. Mình đi dự tiệc mà mình không nhai, không nuốt. Và trong tình yêu, có thể nào yêu trong lý thuyết không? Yêu mà không đồng hóa với cái người mình yêu? Không. Có thể nào yêu mà không có cái vật đó không cái đã? Nguyễn Tầm Thường hỏi vậy đó. Bạn có thể yêu một hoa hồng nếu như trên trần gian này chưa hề có hoa hồng? Thì chắc chắn không thể yêu được rồi. Mình phải yêu cái gì mình trông thấy rồi và hiện hữu rồi. Và tình yêu có thể nằm trên lý thuyết không? Mình nói lên, tôi yêu Ngài lắm. Chúa Giê-xu quá sợ đi, cho nên Chúa nói, dân này yêu ta bằng môi, bằng miệng. Chúa cũng cần một cái tình yêu xác thực, có sự đồng hóa, có sự hòa hợp với nhau. Cho nên Chúa mới đòi Phê-rô phải trả lời, ông có thương tôi, có yêu tôi, thương tôi không? Trả lời đi. Tình yêu thúc đẩy cái chuyện đó. Cho nên nếu như anh chị giáo dân ngoài đời, tôi đi mấy sứ đạo tôi bạo miệng lắm, tôi hay nói cái chuyện này. Tôi nói sao tôi thấy nhà thờ của mình, chẳng hạn một nhà thờ ở Sông Mới Gò Vấp, khoảng 3.000 giáo dân, tôi đếm số bàn. Và cha nói, lên chia sẻ với các bạn trẻ vài câu. Thế tôi lên tôi nói, đây này, sau lễ đó tôi nói, hồi nãy tôi có nhìn, tôi đứng trên lầu hát, tôi có đếm khoảng 3.000 người trong giáo đường này, mà có 800 mấy anh chị đi chịu lễ. Tôi không nghĩ rằng 2.000 mấy người kia là bị ngăn trở vì tội trọng. Nhưng tôi chỉ nghĩ anh chị chưa thấy cần cái thức ăn đó, cho nên chưa ăn. Thì cũng giống như anh chị đi dự một bữa tiệc mà nói, hôm nay tôi đến để tôi nhồm mồm thôi, tôi coi coi người ta nhai kiểu nào. Vô lý. Có ai đi ăn tiệc mà không ăn? Bởi vì mình ăn vào thì thức ăn mới biến thành mình. Cái đó nó thực tế và nó xác thực vô cùng. Nó biến thành mình thật là vì nó đến ruột non, là nó ngấm ra để thành mình. Cho nên nếu Thánh Giáo Phụ Ambrosio nói, Thiên Chúa tạo dựng nên chúng con và mời gọi chúng con biến thành Thiên Chúa, trở thành Thiên Chúa, chắc cũng đúng theo nghĩa đen 100%, không sai. Bởi vì lúc đó mình Thánh Chúa Giê-xu đến ruột non của mình, ngắm ra để thành tế bào của mình, thì đương nhiên mình đã trở thành Thiên Chúa. Sự đồng hóa đó nó tuyệt vời đến cái mức độ nó xác thực như là đời sống con người với thân phận này. Mình có thể hiểu được như vậy. Nhưng cái điều đáng sợ là trong tình yêu, một bên cứ cho như một người điên, còn một bên thấy không cần.
Vậy thì thử hỏi bên nào điên hơn, bên nào đúng là dại khờ hơn? Một bên cho nhưng không, kho tàng vô giá, còn bên này nói không cần. Tôi nói điều đó, nhất là tôi nói với mấy anh chị bạn trẻ ngoài đời đó. Anh chị ơi, tôi thấy sợ quá, tôi không chỉ trích đâu. Ai giận tôi thì cứ giận. Đến nhà một người bạn mà không chịu vào thì bạn đó có thân không? Cụ thể giáo đường còn trống chỗ mà anh chị cứ đứng ngoài, họ nhột lắm, cho nên nhiều người cũng ghét tôi. Đứng ngoài tức là gì? Anh chị đâu có thân thương để bước chân vào chào Chúa Giêsu một tiếng. Con đến đây không phải vì sợ không đi lễ ngày Chủ nhật thì có tội trọng, không phải, mà con đến sau một tuần lễ con đến chào Ngài, cảm ơn Ngài và xin những hồng ân trong tuần tới, ví dụ vậy. Chứ còn mình đứng ngoài, chẳng hạn nhà dòng mời ai đó đến dự một buổi tiệc lễ khánh hay gì mà nhiều người ta trả lời là chúng tôi đến rồi đứng ngoài sân thôi, chắc mình buồn lắm. Thậm chí vào đến nhà khách, tôi nói điều thứ ba nữa, họ không thích tôi. Vào đến nhà khách rồi mà chẳng hạn một thầy ra tiếp khách, hỏi sao đi cái đường qua phà có thấy gì hồi hộp không, đang nhìn bức tranh không trả lời. Sao có nghe tôi hỏi gì không, sao không trả lời? Chắc mình cũng buồn nữa. Đã vào nhà đã là một cái hay rồi, mà vào nhà không trả lời chủ nhân. Đó là những anh chị giáo dân vào nhà thờ trong giờ cao điểm là lễ Misa thì lại lấy sâu chuỗi ra lần hạt mân côi riêng. Có đúng không? Thực tế có đúng không? Không đúng. Rồi cha nói Chúa ở cùng anh chị em, cứ lầm lũi làm chuyện riêng, không trả lời chủ nhà một câu nào. Tất cả mọi người cùng đứng dậy nói Alleluia thì người đó vẫn lầm lũi làm chuyện riêng một mình. Anh chị ơi, phải thay đổi thôi, thay đổi lại đi. Thánh lễ là một bữa tiệc, đến để đối đáp, để chào hỏi, để gặp gỡ, để ăn, để đồng hóa. Mà không có những bước đầu đó thì làm sao đồng hóa? Tôi nêu chuyện thực tế như vậy, nhưng mà ở ngoài xứ thì tôi biết có một cha, cha cũng vui lắm, cha cũng lớn tuổi, gọi là cha cố rồi, lớn tuổi, mà cha thẳng tính lắm. Một lần tôi đến để chia sẻ với các bạn trẻ, cách đây 3 năm rồi, thì cha nói trên micro đó, trong giáo đường còn nhiều chỗ, mời các bạn trẻ vào, ở ngoài nắng lắm, bởi vì lễ 7 giờ rưỡi sáng, bắt đầu có nắng hát. Vào trong nhà thờ còn nhiều chỗ lắm, và cha đã bố trí quạt máy hết rồi, không vào. Cha kêu nữa, cha nói mời các bạn vào đi. Cha đem cái micro xăng phin ra ngoài, cha nói mời vào, mời vào. Thì có một cái nhóm nhất định không vào, đứng ở ngoài hang đá Đức Mẹ, nói cảm ơn cha, con đứng ngoài này cũng sốt sắng, con cũng kết hiệp được với Chúa. Rồi thôi thì cha cảm ơn cha vào. Mà ông cụ nhớ dai dễ sợ. Năm sau cái anh đó đến xin làm đám cưới, nói đúng có học giáo lý hôn nhân đàng hoàng, học ở Kỳ Đồng với các cha dùm Chúa Cứu Thế, bây giờ về xứ đạo để cưới vợ phải không con? Được, ngày mai kêu ba má con với ba má vợ con, tương lai con lên đây. Lên, mừng quá, ai cũng lên thấy cha vui vẻ. Cha tuyên bố lễ cưới thì cử hành đúng ngày đúng giờ, nhưng tôi sẽ cho khiên bàn thờ ra ngay chỗ hang đá Đức Mẹ. Bởi vì suốt năm tôi thấy anh này này cứ đứng ngoài đó dâng lễ không à, và một lần tôi mời thì không vào, tôi ra tôi mời thì nói con đứng đây cũng sốt sắng vậy. Cho nên nếu ông bà hai họ không hài lòng thì đi xin cha khác vậy. Còn hãy tôi là tôi chắc chắn tôi cử hành ở đó. Dĩ nhiên là ông cụ cũng bao dung, ông mới nói thôi. Hai bên mới giật mình bởi vì ông làm thật đó. Đến nhà của một người mình thân yêu mà không bước chân vào thì làm sao mình đồng hóa? Mà người ngoài nhìn vào thì thử hỏi ai là người điên khùng?
cả hai phía, cái phía mời thì thấy tội nghiệp quá, cái phía cho quà mà người ta không nhận thì thấy trơ trẽn quá. Cha Nguyễn Tầm Thường nói, nếu không biết với nhau thì thôi, còn nếu biết rồi mà lại thờ ơ thì cái thờ ơ đó càng hiu hắt hơn. Nếu như Chúa không có kêu gọi mình và Chúa không biết đến mình thì giờ mình đi ngang nhà thờ, mình không vào hay mình vào không sao. Nhưng đây mình là con của Ngài, Ngài đã gọi tên mình, Ngài lãnh bí tích thanh tẩy, Ngài đã gọi tên mình những lần mình lãnh bí tích thêm sức, những lần mình đến giáo đường để nài xin bao nhiêu hồng ân. Thế rồi mình từ chối thì cái từ chối đó càng làm cho Ngài đau khổ hơn. Cho nên nhiều chuyện thực tế ở các sứ đạo lắm. Các cha đi giúp một vài sứ đạo, các cha có nhiều kinh nghiệm đã biết rồi. Tôi không có làm mục vụ, tôi chỉ xuất hiện thôi, rồi chia sẻ một vài điều mà tôi nhận xét thấy, thì tôi nói tôi không sợ. Do đó có nhiều điều mình nghĩ lại thấy kết luận tội nghiệp cho Thượng Đế. Thế thôi, một câu vậy thôi. Tội nghiệp cho Chúa quá. Người ta, con người vong ân bội nghĩa thật đáng sợ. Mà trong cuộc đời có phải chăng tình yêu là cái chính? Ngày hôm kia có hỏi, có một câu hỏi là con người có thể sống mà không cần đến tình yêu không? Và cái câu trả lời mọi người đều đương nhiên hiểu là không. Ở đâu cũng thấy tình yêu, ở đâu cũng thấy những câu ca ngợi tình yêu, kể cả trong văn học. Mấy anh chị đi học tiếng Anh thì thấy học, họ để yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời mà. Cái đó đúng, yêu và được yêu lại. Tình yêu phải có hai chiều mới gọi là giao cảm. Có quá có lại mới gọi là giao. Và cái tình cảm, những cái tình thương, những cái cử chỉ âu yếm, những cái sự cảm thông đó phải có đi qua đi lại hai chiều. Bây giờ chỉ có một trên rót xuống là Thiên Chúa rót xuống, còn mình thì không có đáp lại.